Con bạch thầy, con dâu con mới sinh con nhưng mà cháu cứ khóc suốt ngày, đặc biệt là lúc ăn. Con đã làm đủ mọi cách nhưng cháu vẫn khóc. Con dâu con trước đó phá thai 3 lần, liệu có phải do các vong thai không? Con phải làm gì? Trường hợp này, việc thứ nhất là nên làm sớ cầu siêu, siêu độ cho các vong thai nhi, đặc biệt là những pháp hội như thế này. Pháp hội này thì thiên về dành cho cầu an hơn, nhưng vẫn có hồi hướng siêu độ, làm bài vị cho họ. Phật tử đưa câu hỏi này, nếu chưa làm bài vị thì ngay bây giờ, nghe xong câu hỏi trả lời này thì đi ra ở trước cửa chùa đăng ký để làm một cái bài vị siêu độ cho các vong linh thai nhi mà mẹ của cháu nó bỏ đi đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có điều kiện thì nên làm lấy 3 mâm cơm để cúng Phật, cúng tổ và cúng vong. Và đặc biệt các vong linh thai nhi này thì phải đi ra mua lấy một tí sữa, đích thân mình đi mua. Nếu không làm cơm được thì thôi, đích thân ra mua lấy một tí sữa trẻ con ấy, sữa cho trẻ con uống ấy, mang vào đặt ở dưới ban vong, đặt ở dưới trước cái bài vị ở dưới ban vong, đặt dưới ban ấy, dưới cái bàn cúng cho ban vong ấy. Đó, và các sư với đại chúng sẽ nhất tâm chú nguyện hồi hướng siêu độ cho các vong linh này. Và cái thứ hai, sau khi Phật tử này đến khi nghỉ giải lao thì xuống dưới phòng thông tin gặp các thầy dưới đó để xin cái vải mà các sư làm lễ hô thần nhập tượng á. Về thì các cháu mà hay khóc dạ đề hoặc là sinh ra hay khóc á, thì kinh nghiệm của chúng tôi nhiều rồi, chỉ cho một cái miếng vải đó bé bé bằng cái nửa cái bật lửa ga, bằng một cái bật lửa ga thôi, một tí cho vào trong gối cho các con, cái gối các con nó ngủ á, một tí thì tết thành một cái, lấy cái chỉ ngũ sắc hoặc là cái vải cái chỉ á, tết nhỏ nhỏ thôi, tết cho đeo vào trong tay á, khỏi ngay lập tức luôn, khỏi phải nói là khỏi như là thần thánh luôn. Hả? Có cái cô giáo ở bên dạy ở bên trường cấp 1 Sơn Đông này, nhưng mà nhà bên Cổ Đông, năm ngoái sinh đứa con cũng khóc như thế, khóc lắm, đi bệnh viện không giải quyết được, thế đi về người ta mách sang đây thì tôi bảo tôi đưa cho mỗi cái đấy. Đến sáng sớm hôm sau, cô đi dạy học, cô mua cân hoa quả ra nữa, cô lễ Phật sớm, cô bảo ôi dồi ôi, thế này mà con không biết, để cho cháu nó khổ đến hơn 2 tháng trời, cả con mất ngủ mà cháu nó cũng khổ, khóc gầy ra hết cả người, thế mà không biết, mang về một cái đêm hôm đó khỏi ngay, không có khóc thì nên là ngủ ngon ngay từ chập tối luôn. Cái đấy gọi là gì? Khóc dạ đề. Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là sinh vào giờ gì ạ? Giờ quan sát. Đấy, các cụ ngày xưa chúng ta hay, theo dân gian chúng ta ngày xưa nói là sinh vào giờ quan sát. Thì xem sinh vào giờ quan sát thì thường là tối lại thì nó hay bị khóc. Cái trường hợp đó ngày xưa thì chúng ta hay cúng mụ, đúng không? Hay cúng mụ cho các cháu nó. Cái trường hợp ngày xưa là cúng mụ, nhưng bây giờ có chùa chiền, có các sư rồi, phát triển rồi. Thì cái vải hô thần nhập tượng, đây là cái hẻm. Cái vải hô thần nhập tượng, kể cả các chùa ở đây thầy cứ tích vào đấy thì cứ bao giờ có trường hợp đó đến thì cho một cái về khỏi ngay, chả cần phải cúng bái gì cả. Có trường hợp nào mà nặng cái đấy không khỏi thì phải lập cái bài vị để cúng dạ đề, thì cái này cũng cúng được, cúng khỏi. Có một trường hợp ngày xưa thì cho cái vải không khỏi thì đến thầy cúng cho cái dạ đề đó thì khỏi, cũng khỏi ngay đó. Thì cái trường hợp mà cháu hay khóc, trường hợp thứ ý thứ hai này thì khuyên như vậy. Thì cả âm dương kết hợp thì mong rằng sau ngày mai gia đình thì gọi điện lên cho chùa bảo là cháu nó khỏi rồi nhé. Kính bạch thầy, chúng con là những Phật tử tại gia thường xuyên tu tập để đã hơn 10 năm nay. Nhà chúng con có bàn thờ Phật gồm 3 pho Tây Phương Tam Thánh, 1 pho tượng Địa Tạng. Hàng ngày con đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng rất an lạc. Vừa qua nhà có việc gia đình con có mời sư thầy ở chùa đến làm lễ. Khi tới gia đình thấy có tượng Địa Tạng trên bàn thờ Phật, sư thầy nói rằng nhà Phật tử tại gia chỉ được thờ ảnh Địa Tạng ở bàn gia tiên, chỉ có chùa mới được thờ tượng Địa Tạng, và sau buổi lễ thầy đã đem tượng Địa Tạng của gia đình con về chùa. Con nghĩ theo phẩm 11 kinh Địa Tạng nói thì việc làm của thầy là không đúng, nhưng vì là sư thầy nói nên con cũng đành làm theo, nhưng rất thắc mắc. Trong pháp hội hôm nay con xin kính thầy giải đáp cho con được
rõ để thờ Phật theo đúng pháp, đúng lý. Con xin cảm ơn Thầy. Đấy, có nghĩa là gọi là có tin, nhưng mà chưa sâu. Có tin Thầy giảng, nhưng mà chưa sâu. Cho nên mới để một cái ông Thầy, ông đến là gì? Mình theo Phật tụng kinh bao nhiêu năm nay an lạc rồi, rất an lạc. Ông Thầy ông đến là lễ cho một cái là để ông nghe nói là ở nhà không được thờ tượng Địa Tạng, mà chỉ được thờ ảnh Địa Tạng thôi, và để trong bê ra chùa mất. Thế mà cũng gọi là có niềm tin chân chính đấy. Có niềm tin chân chính nhưng mà gì? Mà không vững vàng. Gọi là mới gió một chút đã lay rồi. Chúng ta tu làm sao cho bát phong gì? Suy bất động chứ lại. Tám gió, ái ố, hỉ nộ vân vân ở thế gian, nó tâm chúng ta chẳng động. Cái này mới cái sư thầy đến dọa cho một câu đã gì? Đã sợ rồi. Đó. Làm gì có đạo lý ấy. Kinh nào Phật dạy chúng ta là ở Phật tử tại gia chỉ được thờ tranh Địa Tạng mà không được thờ tượng Địa Tạng. Có không? Kinh Địa Tạng dạy vậy không? Kinh Địa Tạng dạy là gì? Cung kính, tôn trọng, đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cung kính, đỉnh lễ, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được vô lượng công đức. Bao nhiêu tội chướng ở đời trước được tiêu diệt, và bao nhiêu phúc báo đời này và đời sau chúng ta được gì? Được hưởng cơ mà. Chúng ta y theo lời Phật hay y theo lời sư? Sư mà nói đúng chính pháp thì chúng ta y theo. Còn sư mà không nói đúng theo chính pháp, chúng ta liền là A-di-đà Phật, con sám hối Thầy. Con sám hối Thầy thì thôi, thì chúng con đã nhất tâm rồi, Thầy có hoan hỉ cho chúng con thờ. Nói thế cho vui, và lần sau đừng có bao giờ mời bà ấy đến nữa. Nó phán cho vài câu mà sợ. Giống như một Phật tử ở bên Canada và bên Pháp ấy, gọi điện về cho tôi suốt. Và một lần nữa, Phật tử này gia đình gặp khủng hoảng, cũng xem ở trên mạng, nghe giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi, và gia đình rất hoan hỉ, và vị phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thì nó giải quyết được vấn đề khủng hoảng của gia đình. Vị ấy gọi điện về cho chị em ở trong miền Nam, cũng giải quyết vấn đề khủng hoảng. Mà chúng tôi nói là có một đứa cháu gái, nó bỏ đi mấy năm trời đó, tự nhiên nó bỏ về đó. Đứa cháu gái của bà ấy tự nhiên nó về, nó xin lỗi bố mẹ nó, và nó trở thành một người con ngoan ngoãn bình thường để làm ăn. Mà nó đi giang hồ bụi đời tứ xứ mấy năm trời, mà con gái đó quay về. Thế xong rồi á, thì Phật tử này bắt đầu là thích quá, bắt đầu là gọi điện về Thầy, gửi một cái pho tượng Địa Tạng với mấy bộ kinh Địa Tạng từ Việt Nam này sang tận bên Pháp cho cô ấy. Và cô ấy thờ, cô thờ, cô tụng kinh rất an lạc, cả gia đình vợ chồng con cái bên đó đều hoan hỉ. Thế bây giờ là có một sư cô ở tu ở gần ở cách đó mấy chục cây số, mới đến nhà để chơi, nhìn thấy trong nhà có thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, và nói rằng ôi, Phật tử thờ thế này không đúng. Địa Tạng là chỉ ở trong chùa thờ ban vong thôi, thờ Địa Tạng ở nhà vong nó đến nhiều lắm, không được thờ trong nhà để gặp họa đấy. Thế là Phật tử thì sợ quá, không biết làm thế nào, gọi điện về cho tôi. Tôi mới khuyên, tôi bảo thật vậy thì Phật tử học theo kinh hay là học theo gì cái vị sư ấy? Thì bảo là con tin theo kinh. Tôi hỏi là tin theo kinh hay tin theo Phật, hay là tin theo vị sư ấy? Thì bảo con tin Phật, con tin kinh. Và tin Phật tin kinh thì đừng có nghi ngờ gì nữa, hãy nhất tâm mà tụng đi. Một vị sư mà như thế, tức là sư gì? Học hành chứ đến nơi đến chốn, chưa có sự nghiên cứu sâu sắc về giáo lý của Đức Phật nói chung và kinh Địa Tạng nói riêng, cho nên mới phát ngôn ra là gì? Tượng Địa Tạng và tranh ảnh thờ Địa Tạng là chỉ ở trong chùa mới được thờ, và chỉ được thờ ở gì? Ở dưới ban vong. Các quý vị thấy, tới đây chùa Khai Nguyên này có một cái nơi trang trọng, đó là cái chùa Một Cột ở ngoài ao rất đẹp. Chùa Một Cột thì bình thường các nơi thì thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng ở chùa Một Cột, chùa Khai Nguyên này gì? Tôi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta thấy bước vào chùa một cái là gì? Gặp Bồ Tát Địa Tạng rồi. Để cho mọi người thấy là gì? Cái quan niệm sai lầm của họ trước đây là Địa Tạng Bồ Tát chỉ là độ cho gì? Độ cho vong, chứ không độ cho người sống của chúng ta. Và cho họ phải nhìn nhận lại cái cách gì? Cách học và cách giảng dạy, cách giáo dục của một số những vị tăng ni, do chưa nghiên cứu kỹ mà gì? Cứ nghe người trước nói thế này mà mình cũng đi truyền thế kia, như vậy là sai. Phải nghiên cứu kỹ lời Phật dạy ở trong kinh và giáo lý, giáo điển ở trong kinh để mà truyền bá thì nó mới đúng chính pháp được. Cho nên trường hợp này thôi, Phật tử Thầy khuyên là thôi, chuyện nó xảy ra như thế rồi về thì tôi không phải lo. Còn Thầy mang tượng ra chùa rồi thì thôi, không phải đi đòi lại nữa. Thì hôm nào lên đây muốn thờ tiếp thì lên được sưởng tượng thì bảo sưởng tượng cúng một pho cho cụ về, cụ thờ cho nó yên tâm, tạo phúc, đỉnh lễ tôn tượng của Ngài á, được một cái thì phúc sinh vô lượng, chứ không có tội lỗi. Nếu mà tội lỗi do thờ Địa Tạng á,
mà tội lỗi bao nhiêu cứ kêu ông Thịnh, ông ấy gì, ông ấy gánh hết cho. Phúc thì các cụ hưởng, mà tội đâu thì ông Thịnh ông chịu, tôi chịu hết cho các cụ. Nếu các cụ thờ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát ở nhà mà bị tội á, thì cứ kêu là bao nhiêu cái tội đó ông Thịnh ông chịu hết đi, tôi sẽ chịu cho các quý vị. Nếu đọa trong địa ngục tôi sẽ vào địa ngục thay cho các quý vị. Còn các quý vị cứ ở ngoài mà hưởng an vui hạnh phúc đi nhá. Đó. Đấy, vỗ tay câu đó cũng đáng đấy, nhưng mà biết đâu. Nhưng mà thờ phải thờ đúng chính pháp. Thờ mà thờ sai á, thờ để gì? Để lừa đảo mọi người á. Có nghĩa là sao? Tức là lập lên ban thờ để kêu các Phật tử đến á, để bảo Phật tử bỏ tiền vào đó để gì mình lấy tiền để tiêu á. Như vậy là thờ sai, đọa địa ngục, cái đó tôi không chịu trách nhiệm. Cái đó phải tự mà đi đọa lấy. Như trường hợp trên Ba Vì có một Phật tử như thế, đi đến một ngôi chùa, ngày xưa làm nghề đi bán thịt lợn ở ngoài chợ, nhưng mới học đạo Phật được có chỉ có mấy tháng thôi, đến học với một cái sư thầy, thầy ấy dạy cho đi chờ niệm, và Phật tử này cũng thì bắt đầu đi chờ niệm xong một cái là thấy là đi chờ niệm cũng ngon, đi chờ niệm xong cho Phật tử một cái thì gia đình họ có người chết, một cái nghĩ ra ngay một cái chiêu là nhà mình cũng làm một cái điện thờ Phật ở nhà, và đi chờ niệm xong một cái là tuyên bố là gì, trường hợp vong này được vãng sinh Tây Phương rồi, phải đến gì, đến điện thờ của tôi để lễ tạ đi, và đến đấy để cúng cho, cúng là gì, 2 triệu, 5 triệu, thậm chí có nhà đến 10 triệu. Thờ Phật như thế, bỏ cái nghề đi buôn thịt lợn ở ngoài chợ về thờ Phật để gì, kiếm tiền dễ hơn. Thờ Phật như thế tôi không chịu trách nhiệm đọa địa ngục thay cho trường hợp này. Nếu như mà và ai mà thờ kiểu như thế, thờ Phật phải kính Phật. Thờ Phật là để gì? Để chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ, học theo lời dạy của Phật ở trong kinh. Và muốn được mình cũng được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như gì? Như 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật ở đời này và đời sau cơ, mà đấy mới gọi thờ Phật. Đó. Thờ Phật phải như thế. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con hỏi. Mẹ con mới mất được 3 tuần, con đã nhờ các Phật tử đồng tu đến tụng kinh Địa Tạng đã được gần 21 ngày. Ở chỗ quê con cũng có một đạo tràng đi hộ niệm và có đến giúp tụng kinh A-di-đà một buổi chiều của tuần đầu. Đến tuần thứ 2 thì đạo tràng đó yêu cầu con không được tụng kinh Địa Tạng nữa. Lý do tụng kinh Địa Tạng, mẹ con đi đường vòng không về Tây Phương được, mà niệm Phật và làm theo hướng dẫn của đạo tràng đó thì mẹ con mới về với Đức Phật A-di-đà được. Nhưng con không nghe theo và con vẫn nhờ các Phật tử đến để tụng kinh Địa Tạng ạ. Việc làm của con như thế có gì chưa phải, xin thầy giảng dạy và chỉ bảo cho con. Con xin chân thành cảm ơn. Học Phật như thế thì vẫn còn chấp lắm. Tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tụng kinh Địa Tạng là bảo là không được vãng sinh Tây Phương, bảo đi đường vòng. Thế tôi không hiểu là đi đường tắt là phải chỉ có tụng kinh A-di-đà hay sao? Hay là niệm một câu A-di-đà là đi mới là đi đường tắt hay sao? Trong kinh Đức Phật đâu có nói thế đâu. Chúng ta tụng kinh nào cũng được, tụng kinh A-di-đà và niệm Phật hồi hướng được. Mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng là sau rồi niệm Phật A-di-đà hồi hướng được. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người mà tụng kinh Địa Tạng thì được lựa chọn cõi để sinh về cơ mà. Chúng ta được lựa chọn cõi sinh về. Chúng ta muốn sinh Tây Phương thì chúng ta chỉ cần gì? Đem công đức tụng kinh Địa Tạng, chúng ta nguyện sinh Tây Phương là chúng ta sinh Tây Phương. Nếu mà không có nguyện sinh Tây Phương thì chỉ cần tụng kinh Địa Tạng, trong kinh nói là gì? Tụng hết một biến, sau khi xả bỏ báo thân này á, lời Phật nói không có hư dối là gì? Được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi cơ mà. Chúng ta không có phát nguyện vãng sinh thì cũng được phúc báo như thế. Huống chi là chúng ta đem công đức đó để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương thì chắc chắn sẽ được, như nguyện thôi, không phải là đi đường vòng đâu. Không phải đi đường vòng. Thế còn ở đây là tùy duyên. Nếu mà đạo tràng chúng ta chuyên tụng kinh Địa Tạng nó quen rồi thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, vong linh đó vẫn được vãng sinh Tây Phương. Nếu như họ tâm chúng ta nhất tâm, tội của họ giảm bớt, phúc của họ sinh ra và họ đều có thể vãng sinh Tây Phương được. Nhưng còn mà người tội nặng á thì con niệm Phật cũng không thể vãng sinh Tây Phương, tụng kinh cũng không thể vãng sinh Tây Phương. Họ chỉ tiêu nghiệp và được sinh lại làm người đã quý rồi. Đó. Chứ không phải các vị biết là trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất,
chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Cả đời, cuộc sống cả đời họ không tu. Thế bây giờ nằm chết xuống rồi, mấy Phật tử xuống về bảo là trợ niệm cho một chút, bảo thân gì, thân mềm đầu ấm mà vãng sinh Tây Phương. Có không? Phật tử chúng ta nghĩ là vãng sinh Tây Phương, nhưng để vãng sinh Tây Phương không phải là dễ. Cư sĩ Lý Bình Nam là sư phụ của trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không, là viện chủ, đương kim viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là một vị gì? Thượng thủ về Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới bây giờ. Ngài thường nhắc đi nhắc lại trong bài giảng Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói là sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam. Nói là gì? Thời mạt Pháp này, 1.000 người niệm Phật chỉ được có 1-2 người vãng sinh Tây Phương. Còn lại 998-99 người đi đâu các quý vị? Đi đâu? Đi đâu tự chúng ta sẽ biết thôi. Xem lại cái sức tu của mình bây giờ, xem mình đi đâu. Bây giờ nguyện sinh Tây Phương. Nguyện sinh Tây Phương, các vị, tất cả hội trường đây đều muốn sinh Tây Phương hết đúng không? Được. Ở lại đây tu với thầy 20 năm nữa thì vãng sinh Tây Phương hết. Nhưng có được không? Cái chiều nay sang thời thứ ba mà xem. Thời thứ nhất 5-6.000 người, sang thời thứ hai thì còn khoảng 4.000 người, sang thời thứ ba thì còn gì? Còn hơn nửa nữa thôi. Vì sao? Cái nghiệp ở gia đình chúng ta, gia đình cái nghiệp gọi là cái nghiệp, gọi là cộng nghiệp ở với cuộc sống thế gian chúng ta nó lôi cuốn. Nào là thương con nhớ cháu, nào là chồng gọi về, nào là vợ gọi về, nào là con gọi về, nào là cháu gọi về, vân vân, không thể ở lại hết được 3 ngày, chứ đừng nói ở 20 năm. Các vị cứ tin muốn vãng sinh Tây Phương ở lại đây ở với chúng tôi 20 năm. Bình thường ra thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là 3-6 năm, nhưng mà tâm chúng ta tán loạn nó từ 20 năm tôi đảm bảo vãng sinh hết. Bất cứ lúc nào nhắm mắt xuôi tay cứ tu với chúng tôi 20 năm. Y kinh y giáo để nhất tâm tu hành, tụng kinh Địa Tạng với chúng tôi thôi cũng được, không sao. Tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật thôi. Sau khi xả bỏ báo thân đảm bảo A Di Đà Phật sẽ được đến đó rước chúng ta luôn. Nhưng có được hay không? Muốn thì muốn đấy. Nhưng mà hết ngày mai thôi, vào thời thứ ba thôi. Thầy bảo thôi ở ngày mai dọn, ngày kia dọn cho thầy nữa đi. Bảo thôi thầy ơi, 3 ngày rồi. Mai thứ hai thì các cháu người con đi làm hết. Cho nên còn không chào thầy, chào thầy bảo ở lại để dọn ngày kia. Cho nên chuồn thôi, tính bài gì? Trăm phương nghìn kế chuồn là thượng sách. Đúng không? Trăm phương nghìn kế cái chuồn là thượng sách, không cần gì. Tôi đứng cửa vái vái từ xa thôi, không có để thầy mà nhìn thấy, thầy lại bảo thôi ở lại ngày mai dọn dẹp vì đông người nó nhiều chỗ phải dọn dẹp. Thầy bảo không ở thì ngại, mà ở thì gì? Đi 3 hôm rồi, thậm chí 3 hôm rồi không thể ở được nữa. Cho nên tôi mới nói là trăm phương nghìn kế chuồn là thượng sách, đứng từ xa vái vái chuồn là thượng sách. Hôm khác lên thì bảo bạch thầy hôm nay con bận quá, con không thể gặp, mà hôm nay đông thôi thầy hoan hỉ cho con. Thầy chẳng hoan hỉ thì thầy ăn thịt con à. Nên hôm sau lên thì chuyện đã rồi rồi thì nói thì thầy hoan hỉ thôi, phải hoan hỉ thôi. Cho nên ở trường hợp này thì Phật tử làm như vậy, nếu mà đạo tràng chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà quen rồi cũng không có sai đâu. Cứ hoan hỉ yên tâm đi, về tâm bình khí hòa đấy, không phải lo lắng cái chuyện đó nữa. Cứ tụng kinh Địa Tạng hồi hướng niệm Phật, cầu sinh cho cụ, còn cụ được sinh hay không là Đức Phật A Di Đà là người quyết định. Chúng ta đâu có làm phải là người quyết định, cái vong đó đâu có phải là người quyết định. Mà mấy Phật tử đấy trường niệm kia đâu phải là người quyết định để cho người thân của mình về Tây Phương được. Vì chỉ có A-di-đà Phật Ngài biết rằng người thân của chúng ta có đủ phúc báo, đủ nhân duyên để được sinh về đó chưa thì Ngài mới hiện ra để rước. Còn niệm đến mỏi mồm mỏi miệng mà cái Phật tử đó nghiệp chướng khi còn sống á, làm nhiều việc ác, chưa khởi được tín tâm, có một chút duyên lành nhờ gieo với Phật ở nhiều đời nhiều kiếp, hoặc kiếp đời này kiếp này, cho nên á, được ban trường niệm và được các Phật tử đến Nam Mô niệm Phật, tụng cho vài biên kinh, niệm cho vài nghìn câu hiệu Phật, gọi gieo chút duyên lành vào gì, vào trong A Lại Gia Thức, vào trong tâm thức thôi, làm gì đã đủ công đức để vãng sinh. Cho nên A Di Đà Phật không đến, A Di Đà Phật không đến thì ai đến? Ai đến? Chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài là người gì? Dẫn đường chỉ lối cho người thân chúng ta. Khi mà A Di Đà Phật chưa đến, chưa đủ công đức để A Di Đà Phật đến thì Địa Tạng Bồ Tát sẽ đến. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng sẽ đến? Vì tại hội gì?
Tại ở trong cung trời Đao Lợi, Thích Ca Mâu Ni Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, và ngài còn gì, bảo Bồ Tát Địa Tạng là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả chúng sinh đau khổ ở cõi Nam Diêm Phù Đề, Như Lai đều giao phó cho ông. Ông đừng có để cho họ gì khổ đau hoài hoài, khổ đau dài dài. Mà bao giờ có người nào họ khổ đau, họ biết gì, biết hướng thiện, họ trì niệm gì, họ biết tụng kinh niệm Phật, kêu tên của ông thì ông gì, ông đừng bỏ rơi họ, ông đến để tiếp dẫn thần thức của họ đi vãng sinh về cõi lành. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát ở tại cung trời Đao Lợi cũng gì, nhận lời di chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật, di giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, và Địa Tạng Bồ Tát sẽ là người đến, cho nên cũng không có sai đâu. Phật tử đó cũng hoan hỷ đi. Còn đường tắt đường vòng đó là con người chúng ta nói thôi, còn Phật Bồ Tát đâu có nói đường tắt đường vòng đó. Bao giờ Phật Bồ Tát nói chúng ta đường tắt đường vòng thì chúng ta mới tin, còn những Phật tử nói với chúng ta cái điều đó chưa đáng tin 100%. Có một Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, thầy trả lời ngẫu nhiên nhé, để bốc được câu hỏi nào trước thì trả lời trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, vợ chồng con lấy nhau ngày 16 tháng 10 năm 2009, đến nay đến ngày 9 tháng 6 năm 2010, con có thai được hơn một tháng, nhưng thai bị lưu nên con bị sảy thai. Đến mùa hè năm 2011, vào buổi tối con ngủ bị rắn cạp nong cạp nia chui vào người nhưng không cắn. Ghê quá ha. Ngủ làm sao mà để rắn cạp nong cạp nia nó chui vào người, khiếp. Bạch thầy, rắn chui vào người có ảnh hưởng gì đến việc con giờ vẫn chưa có con không? Vì từ lúc sảy thai đến giờ, đến bây giờ vợ chồng con vẫn chưa có con. Chồng con sinh ngày 25 tháng 8 năm 81. Vợ con sinh ngày 10 tháng 10 năm 88. Bạch thầy, giờ vợ chồng con phải làm như thế nào? Con mong thầy cho con xin lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì chắc chắn là cũng có vấn đề. Có vấn đề về cái vấn đề tâm linh, chứ không phải là mình ở cái vấn đề là vợ chồng không có con theo cái bệnh bình thường ở thế gian đâu. Nên ngoài ra thì cái trường hợp này cũng đã có thai rồi, nhưng mà bị sảy thai, chết lưu thai và sảy thai, từ đó đến nay thì không có. Những cái trường hợp này bảo là nằm ngủ bị rắn cạp nong cạp nia chui vào, đây là nằm mơ thấy hay là rắn nó chui vào thật thì viết không rõ. Nếu mà nằm mơ ấy thì nó là rõ ràng là vấn đề ấy rồi, còn mà bình thường rắn nó chui vào thì con rắn nó chui vào mà không cắn, chắc là đây là rắn thật đây. Nhưng viết cũng không rõ, chắc là rắn thật. Ở trường hợp như thế này thì thầy có lời khuyên cho đôi vợ chồng Phật tử này như thế này. Phật tử này thì về cái trước tiên là nên phóng sinh một chút đi, làm cái lễ phóng sinh một chút. Ở điều kiện có thì làm nhiều, không có thì làm ít, gọi là có thành tâm một chút được. Nên phóng sinh một chút. Mà tốt nhất trong pháp hội ngày mai thì nên phóng sinh vào luôn ngày mai. Ngày mai chiều mai là phóng sinh mà, tốt nhất nên phóng sinh ngày mai. 50, 100 gì đã thành tâm, tùy theo điều kiện khả năng kinh tế. Không có thì 5.000, 10.000 cũng được, miễn là có. Không cứ là phải nhiều, đến với đạo tràng chúng ta ở đây thì không cứ phải nhiều mới là thành tâm, mà cốt là cái tâm thành. Nên phóng sinh một chút, trước mắt là nên phóng sinh một chút. Cái thứ hai mà vợ chồng nên làm, được cả hai vợ chồng thì tốt. Phát nguyện là ăn chay trường 21 ngày và ngày tụng kinh Địa Tạng ba thời. Sáng khoảng 4-5 giờ sáng, chiều khoảng 4-5 giờ chiều, và tối khoảng 8-9 giờ đêm. Và ngày ba thời như vậy. Và trong 21 ngày đó phải ăn chay trường. Không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Mấy thứ đó là không được ăn. Ăn rau dưa bình, rau dưa củ quả bình thường, như hành, hẹ, nhớ này, hành này, hẹ này, tỏi này, kiệu này và hành tây này. Năm thứ đó gọi là năm thứ ngũ tân tanh hôi. Đức Phật nói khi mà tụng kinh ấy, mà chúng ta ăn năm cái thứ đó thì nó giảm đi khoảng 80-90% cái công đức tụng kinh niệm Phật của mình. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt
thì tránh không ăn năm thứ đó. Trong kinh nói là gì? Ăn năm thứ đó, tụng kinh á, công đức nó còn giảm hơn là cả ăn thịt nữa. Đấy, nó lại thế cơ. Cho nên vì vậy mà ngoài cái việc ăn chay ra thì còn nên kiêng cả năm thứ ngũ tân đó, hành hẹ, tỏi, kiệu, hành tây đó. 21 ngày nhất tâm đọc tụng ba thời như vậy, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu như chưa có ban thờ Phật thì đặt lên ban thờ thần linh gia tiên được. Và đặt vào chính giữa, làm cái khung ảnh nhỏ nhỏ và đặt vào chính giữa. Thanh bông hoa quả trong 21 ngày tụng kinh đó, chúng ta thành tâm thanh bông hoa quả, cứ héo héo thì chúng ta lại thay. Nhưng đặc biệt là mỗi một ngày là múc 7 chén nước. Sáng nào cũng thế, vào thời sáng sớm chúng ta múc 7 chén nước trong thanh tịnh. Tốt nhất chúng ta mua lấy cả cái thùng la vi về để riêng ra một chỗ, để cao ráo, đừng có đặt xuống đất. Cứ chúng ta cứ thay hết 7 chén nước, nó hết khoảng 1 chai la vi nữa. Thì sau thì chúng ta lại thay đến ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau trước khi lên vào thời tụng kinh quyển thượng, chúng ta thay 7 chén nước đi. Chúng ta để dành ra một cái chén ở giữa, thì đem vẩy hết nhà cửa đất cát cho nó mát mẻ. Vì sợ rằng người trong nhà chúng ta có xây nhà xây cửa lên mà có những cái yêu tinh quỷ mị hoặc cái vong linh vong hồn mà họ mất ở trên cái đất chúng ta từ trước đến nay, họ chưa được siêu thoát, họ còn ở trong đấy. Thì nhờ công đức tụng kinh và vẩy cái nước ở trên ban thờ chúng ta cúng Bồ Tát đó, mình gọi là nôm na là gọi là nước lộc đó, cam lộ thủy đó, thì họ chạm vào được đến họ thì họ được thanh tịnh mát mẻ. Và nhờ cái sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho họ sớm được siêu thoát, trả lại cái đất cát nhà cửa chúng ta được thanh tịnh. Đấy là về mặt tâm linh, về phong thủy, về đất cát nhà cửa. Còn về cái mặt hai vợ chồng này thì cái chén nước, 6 chén nước còn lại thì cứ lấy vợ uống 3 chén, chồng uống 3 chén. Hoặc là cứ chia đôi ra hai vợ chồng cùng uống, đưa ra mà sau lại rót vào cái cốc, cái ca đó, vợ chồng cùng uống. Nếu mà uống thuốc, còn đang uống thuốc thì cái này lấy uống thuốc nữa. Sau 21 ngày như vậy thì hai vợ chồng nên có một cái bước tiếp theo. Hai vợ chồng nhà gia đình này này, bước tiếp theo đó là chọn vào một ngày nào do hai vợ chồng mình sắp xếp đi lên trên chùa Tản Viên ở trên Minh Quang, nơi đó cũng là thầy chủ trì trên đó, đi thật sớm. Không biết đường thì thuê cái taxi hoặc cái xe ô tô nó chở đi cho, đi xe máy, sợ đường xa đi xe máy, không thầy không biết là nhà ở đâu, ở gần có thể đi xe máy được, ở xa thì nên thuê chiếc xe. Đi thật sớm làm sao lên mà mới khoảng độ 5-6 giờ sáng, nhà chùa vừa mở cửa tụng kinh ra được tí thì mình lên lễ Phật, lễ tổ xong. Lễ thì mình mua lên mấy bông hoa, cân quả là được, không cần phải nhiều đâu, phải thành tâm có một chút thôi. Lễ Phật xong lên lễ tổ, lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu là đi ra xin mang mấy cái can đi. Can 10 lít, can 5 lít, 10 lít, 20 lít được. Nếu mà đi ô tô thì tốt nhất cứ mang vài can 20 lít lấy về uống mấy tháng luôn, cho đến lúc sinh con thì thôi. À, thì mang mấy cái can đi xong xin thì lấy nước xong thì cái điểm đặc biệt cái lúc lấy thì khấn ở cái giếng Quan Âm đấy, có cái giếng ở giếng Quan Âm thì khấn Bồ Tát Quan Âm với lại các vị thần linh thổ địa ở đó, các vị thần mà cai quản cái giếng đó, thì xin mình xin nước để cầu về để chữa bệnh, để cầu con, mình có nói rõ như thế, cứ xin về để chữa bệnh, để cầu con. Và sau khi lấy xong nước rồi ấy, thì chưa mang về luôn mà mang lên trên điện Tuần Đề, cái nhà thờ bằng gỗ mà đang làm dở đó. Trong hậu cung ở bên tay phải mình hướng vào á, có một cái pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ con, gọi là Quan Âm Tống Tử á. Thì đặt những cái can nước đó lên trên bàn đấy, và xong rồi thắp, đặt nước lên đó thì mình đi lễ. Lễ đầu tiên là lễ ở ban chính trước, xong vào lễ ở cái ban đấy để mình xin. Mình xin cầu con trai hay cầu con gái, mình cứ xin. Tất nhiên thì cầu con gì là do mình, nhưng mà được con trai được con gái còn phải phúc báo của tổ tiên nhà mình nữa, và của bản thân mình nữa, chứ không phải là cứ cầu con trai là được con trai, cầu con gái là được con gái đâu. Nhưng mà chiếm khoảng độ 80% cái sự cầu nguyện họ lại được như mong muốn. Từ 1-2 năm nay là cứ họ cầu nguyện con trai thì 10 người thì phải 7-8 người được, cầu con gái 10 người thì phải 7-8 người được. Có nghĩa là cái sự linh ứng của cái sự cầu nguyện của các Phật tử,
của các vị thiện nam tín nữ nó được khoảng độ 80% là như mong muốn. Thì thường thường theo kinh nghiệm các Phật tử họ đi họ cầu, họ bảo là cầu con trai thì đi vào nghề chẵn, cầu con gái thì đi vào nghề lẻ. À, thế đấy. Đấy là cái kinh nghiệm những người họ đi họ được rồi họ nói lại với chúng tôi như thế. Thì cũng nói như vậy để chúng ta ấy, còn thì cầu được cái gì con gì thì chúng ta cũng phải trân trọng. Chứ nếu mà chúng ta đi cầu con trai mà về đi siêu âm thấy con gái mà bỏ thì hỏng đấy. Đấy là hỏng. Cho nên được thế nào chúng ta phải trời Phật cho thế nào, phúc ấm tổ tiên chúng ta, phúc ấm của chúng ta như được thế nào thì chúng ta tiếp nhận như thế. Chứ không được kén chọn mà cầu sinh con trai mà được con gái về lại phá thai lại bỏ lại mang tội. Như vậy thì khổ lắm. Đấy cho nên cái trường hợp này thầy xin khuyên như vậy. Và tất cả những cái trường hợp khác có chung với câu hỏi như thế này. Thầy biết là trong pháp hội lần này có rất nhiều người là đi cầu lên để cầu con. Thì về cũng nên làm như thế. Đó. Nên làm những trường hợp này thầy khuyên như thế này. Bởi vì á, cái trường hợp mà cầu mà về đặc biệt phải tụng kinh Địa Tạng. Pháp hội này là các sư cũng chú tâm để hồi hướng cầu nguyện cho các quý vị. Nhưng mà nó cũng là cái trợ duyên thôi. Còn quan trọng nhất là chúng ta phải khởi một cái niềm tin chân chính vào Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm. Là mình, các ngài sẽ dùng các phương tiện để gia hộ cho mình cái điều đó. Bồ Tát Quan Âm trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đọc tụng pháp hội đó, chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca nói là Bồ Tát Quan Âm ngài có cái năng lực gì? Năng lực là trừ khổ và ban vui cho chúng sinh. Đấy, thiện nam tín nữ nào á mà cầu con trai thì liền sinh được con trai, cầu con gái thì sinh được con gái. Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, đúng không? Con trai là phải có phúc đức, có trí tuệ đa văn, tức là gì? Học giỏi. Các cụ ngày xưa gọi là học nhiều biết rộng. Và đặc biệt nữa là sức khỏe và sự thành đạt trong cuộc sống. Còn con gái thì gì? Tính tình thuần hậu, nết na thủy mị đoan trang, xinh đẹp, vân vân. Đó. Cho nên là cái trường hợp mà ở trong kinh chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên Đức Phật ngài lại nói cái việc đó. Vì cái năng lực cũng như là cái bản nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài nguyện về cái điều đó. Nguyện về điều đó đủ chưa? Nếu mà chúng ta nhất tâm thì là đủ rồi. Nhưng thường thường thì tâm của chúng ta thì cũng khó mà nhất được. Và đặc biệt nữa là cái nghiệp của chúng ta đời trước kiếp trước chúng ta gieo tạo. Ví dụ sát sinh hại vật, hoặc là gì? Đặc biệt là những bác sĩ. Những bác sĩ làm cái ở khoa sản bây giờ á, mà hay đi gì? Hay đi phá thai người khác á. Đời sau kiếp sau á, rất khó để mà sinh con. Rất khó. Vì sao? Vì nó oán. Và cái người mẹ mà phá thai đó, đời này phá thai, đời sau cũng rất khó để mà sinh con. Chúng ta biết là ở trên thế giới có những nước, có những quốc gia phá thai họ cho vào cái tội gì? Giết người. Ở Việt Nam chúng ta vì là đất chật người đông, cặp đôi vợ chồng ngày xưa cứ đẻ 5-7 đứa, có khi 10 đứa, có khi mười mấy đứa. Cho nên đất chật người đông, vì vậy mà nhà nước chúng ta phải gì? Phải kế hoạch hóa gia đình. Cho nên cái bộ luật của Việt Nam chúng ta là không đưa cái vấn đề phá thai là cái tội gì giết người. Chứ còn ở nước ngoài tôi biết như là nước Úc á, và một số quốc gia ở trên thế giới họ đưa cái có luật là nói phá thai đồng với tội giết người. Trừ trường hợp mà phá thai mà phải được các bác sĩ và được tòa án họ cho phép. Ví dụ bác sĩ họ bảo là cái thai này nó bị hỏng, nó bị tật nguyền, sinh ra nó không thể làm người được mà để ảnh hưởng đến người mẹ. Và bác sĩ họ đề xuất và phải được tòa án họ cho phép mới được phá thai. Không có là phạm vào tội giết người. Đồng với tội giết người không có khác. Đấy, cho nên cho đây chúng ta biết là đây là cái pháp luật của mỗi quốc gia. Mỗi một thời gian nó có khác nhau. Chúng ta biết rằng sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng thì cũng phải gì? Phải hàng chục năm sau chúng ta mới kế hoạch hóa gia đình. Còn trước đây á, đất nước chúng ta đang chiến tranh loạn lạc. Chúng ta rất cần rất nhiều nguồn lực, tức là nhân sự á, để tham gia chống giặc ngoại xâm. Cho nên cái thời đó, trước năm 75 chúng ta biết là chúng ta, các cụ, các ông, các bà chúng ta, các cụ ngày xưa sinh bao nhiêu cũng được. Thậm chí nhà nước còn khuyến khích sinh nhiều.
sinh nhiều mới có người nó lớn lên, mới có người bảo vệ Tổ quốc, mới có người chống giặc ngoại xâm. À, chúng ta thấy tùy theo, đó là đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng mà tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, thời gian. Cho nên cái này thì tôi nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng cái việc phá thai, mặc dù pháp luật là Việt Nam chúng ta hiện tại là không cấm, mà thậm chí họ còn khuyến khích bằng cái hướng dẫn của kế hoạch gia đình đó, chỉ có 1 đến 2 con. Cho nên mà ai mà đã lỡ rồi thì họ bằng cái biện pháp duy nhất đó là phá. Vì vậy mà đến bác sĩ là không phạm. Nhưng mà về mặt đạo đức, về nhân quả có phạm không? Phạm. Cái người làm, tức là cái người mẹ đi phá thai, người bố người mẹ đi phá thai đó, và cái người bác sĩ đều có tội như nhau hết. Đều có tội như nhau. Đấy là luật nhân quả, không có sai đâu. Pháp luật Việt Nam chúng ta không chừng trị, nhưng mà nhân quả không sai. Vì vậy mà chúng ta cái tốt nhất là chúng ta thì muốn tránh được cái nhân quả và cái tội sát sinh đó, là chúng ta phải kế hoạch hóa ngay từ đầu, phải có cái biện pháp phòng tránh ngay từ đầu, chứ đừng để xảy ra rồi mới đi đến bệnh viện và nạo bỏ cắt phá thai. Đó, chúng ta nay đây thì cũng qua câu hỏi này cũng nói thêm như vậy để đặc biệt là các bạn trẻ ở trong hội trường này còn đang trong cái tuổi sinh đẻ, và các Phật tử lớn tuổi chúng ta cũng nói cho con cho cháu chúng ta biết được để tránh được trước là tốt nhất. Và tất cả những cái trường hợp mà có cái câu hỏi cũng như là có cái tâm nguyện tương tự như mà đôi vợ chồng Phật tử mới có câu hỏi này, thì thầy khuyên là đấy, về cũng nên ăn chay trường 21 ngày. Nếu mà không ăn chay trường được á, thì phải tụng kéo dài ra gì 100 ngày. À, ví dụ không ăn chay trường được và không tụng được mỗi ngày 3 thời á, thì phải kéo ra 49 ngày hoặc 100 ngày thì mới nên đi xin gì, mới đi lên tản viết xin nước. Ví dụ vợ chồng gia đình mà không thể ăn chay trường được và không thể được một ngày 3 thời vì bận công ăn việc làm, công chức nhà nước hay làm cho các doanh nghiệp chẳng hạn, thời gian nó rất ít, ngày có thể chỉ tụng được một quyển thượng thôi, hoặc ngày được 2 thời quyển thượng quyển trung thôi, không được cả 3 thời á, thì nó phải sang được 49 ngày. Ngày được 2 thời thì phải tụng đến khoảng 49 ngày mới đi. Mà ngày được có 1 thời á, buổi sáng thôi hoặc buổi tối thôi á, thì phải tụng 100 ngày thì mới đi. Không có, người ta tụng một ngày 3 thời, ăn chay trường 21 ngày người ta đi người ta được. Mình thì ngày có 1 thời, không ăn chay trường được, mà 21 ngày cũng đi về không được, lại bảo á, thầy nói không chuẩn. Tất nhiên cũng có trường hợp không được, nhưng mà xác suất ít thôi, rất là ít. Qua hơn 1 năm nay, gần 2 năm nay, từ khi hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các Phật tử, cũng dàng các Phật tử chúng ta đọc tụng, và đặc biệt là vấn đề là cầu sinh con cho những cái trường hợp mà hiếm muộn con cái, có trường hợp hiếm hoặc là muộn, hoặc thậm chí có những trường hợp bác sĩ họ khám và bảo là không thể sinh con, không thể sinh con, bác sĩ khẳng định 100% là không thể sinh con. Và kết quả là họ cũng đi làm giám định, và kể cả vợ chồng đi làm gọi là thụ tinh gì nhân tạo đấy hả, đó, cũng không được. Có người đến vài lần rồi không được, sang cả nước ngoài, sang cả sinh để làm, cũng ở sang Singapore để làm không được, vì sinh nó làm rất là giỏi cái này, nhưng mà họ làm cũng không được, mất 500-600 triệu đi về làm cũng không được. Thế mà vừa qua thì họ về họ cứ nghe theo chúng tôi bảo đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, và đủ 21 ngày trở lên tùy theo, và họ lên trong trên chùa Tản Viên thì họ xin đều được. Và cách đây mấy hôm Tết ấy, có một cái cô giáo viên ở trên Ba Vì, vợ làm giáo viên, còn chồng thì tôi cũng không biết là làm cái gì. Pháp hội tháng đầu năm vừa qua thì phải, cô ấy đã hơn 40, gần 50 rồi. Cái tuổi đấy thì rất khó để sinh con, vì ngoài 40 thì rất khó. Mà vợ chồng đã cưới nhau hơn chục năm rồi, không có con. Thế nghe người ta giới thiệu, đang đi cũng xuống xuống đây tham dự pháp hội Trung Phong trước. Về trước hay pháp hội Trung Phong, và cô về tụng kinh Địa Tạng. Chồng ấy thì trước đây rất khó tính. Vì sao? Vì cưới nhau hơn chục năm rồi không có con, nên chồng nó khó tính. Cũng may là nó gì, nó chưa đuổi ra khỏi nhà, nó lấy cô vợ khác. À, cũng may.
Thế sau khi nghe được pháp hội thì xuống nghe mọi người giới thiệu về để phát nguyện tụng kinh. Thì chồng ấy cũng nghĩ, cũng lúc đầu thì cũng bán tín bán nghi, tức là nửa tin nửa ngờ, bảo đi viện không khỏi, chữa thuốc không được, làm gì mà có cái chuyện chỉ tụng kinh thôi, đến chùa có mỗi thì đến chùa quy Tam Bảo và tụng kinh thôi mà có con thì thế là cũng lạ, nghi lắm. Nhưng mà về vợ thì xuống đây thấy mọi người dự pháp hội, nghe hai vợ chồng cũng xuống nghe thầy nói là nhiều người được, có người bằng chứng họ kể rõ ràng, thế là về thì cũng được bán tín bán nghi, nhưng mà cứ để cho vợ tụng. Thế tụng đây hôm Tết vừa rồi thì cô ấy lên không gặp thầy đâu, gặp các sư ở phụ trách ở trên điện chuẩn đề, lên cứ cảm ơn, vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, bảo là may có hạnh phúc của gia đình chúng con ạ, gần tan vỡ nhưng mà nhờ có Phật, có Bồ Tát rồi có các sư ở chùa chỉ dẫn, gia đình nhà con giờ hạnh phúc quá, anh ấy bây giờ vui lắm, từ trước Tết tới giờ vui lắm. Vì sao? Vì mới sinh được cậu con trai. Lên để cảm ơn và bảo là nhất định hôm nào thì cháu nó lớn lớn lên, con phải cho cả gia đình để xuống để lễ Phật, để cảm ơn các sư ở chùa. Và thôi, không cần phải cảm ơn các sư ở chùa, chỉ cần cảm ơn Phật, Bồ Tát và cảm ơn phúc ấm của tổ tiên nhà mình là được. Bằng cách gì? Bằng cách phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà của mình. Đó là cái lời cảm ơn đối với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên nhà mình tốt nhất. Chứ còn đến cảm ơn với chúng tôi thì cũng không nặng nề cái chuyện đó đâu. Đấy, thì hướng dẫn nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Đấy là câu trả lời thứ nhất. Các Phật tử, các thiện nam tín nữ nào, đôi vợ chồng nào mà có chung cái hoàn cảnh như thế, thì qua cái câu trả lời của thầy cho đôi Phật tử đấy, đôi nam nữ đấy, thì chúng ta cũng, đôi vợ chồng đấy, chúng ta cũng nên làm như vậy. Thì cũng nên phóng sinh nữa, phóng tu phúc nữa. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng dàng được một tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là Địa Tạng Bồ Tát, thì cũng càng tốt cho cái việc đó. Nó gieo cái nhân lành thì cũng rất là tốt. Còn nếu không có điều kiện thì cũng không cứ là phải cúng. Đấy là cái chuyện mà có thì chúng ta gì? Không nên xẻn. Nếu mà có mà chúng ta xẻn, chúng ta tiếc á, thì đó là gì? Gọi là ki bo, gọi là kẹt xỉ, gọi là không, không gì? Cái tâm chúng ta bảo là thành tâm, nhưng mà thực tế là chúng ta còn tiếc thì không bao giờ cầu được đâu. Cái trường hợp mà nó không có, muốn cũng không thể có, thì Phật đâu cũng không có chấp. Thì Phật chỉ cần chúng ta gì? Thành tâm tụng kinh niệm Phật, hướng tâm thiện là được. Đó. Còn chúng ta có, trong két có đầy tiền ra mà chúng ta gì? Chúng ta gọi là để dành để cho tuổi già. Chúng ta nghĩ rằng là già, sau này già giống như ngày xưa. Chúng tôi còn đang đi học, chuyện này kể một lần, có một sư ông, có một đại đức cùng học với tôi, ngày học trung cấp ấy. Thầy ấy lúc nào cũng là thầy ở gần trong chùa Hương, nhưng sau này ở cái chùa bên Đông Anh, Hà Nội, cùng học với nhau. Cứ lúc nào anh em ngồi uống nước chè mà cái ông lại hỏi là gì? Thế thì ông thủ được bao nhiêu rồi? Thế mình hỏi thủ bao nhiêu là cái gì thầy? Ông bảo thế ông này đi tu thế ông không biết lo xa. Thế hỏi là thế nào thủ cái gì? Bảo thế bây giờ ông bảo là bây giờ nhá, đi tu á, mình là lo cho dân thì lo thật, nhưng mà mình cũng phải gì, cũng phải thủ cái thế của mình. Bây giờ đùng một cái đất nước chiến tranh loạn lạc một cái, ông mà không thủ lấy một tí thì ông làm cái gì, ông sống được, ông sống có sao? Hoặc rằng đùng một cái dân người ta bảo là không thích mà người ta đuổi ông đi một cái, thì ông lấy gì để ông thì ông sống đấy. Thế cho nên ông ấy thì luôn luôn có cái, có cái tinh thần là cái tư tưởng là gì? Lúc nào đi tu cũng phải thủ cho mình khoảng 5-7 cây vàng, hoặc là một vài trăm triệu, một vài chục triệu gì đó vân vân, để không may xảy ra cái chuyện gì mà có là mình gì? Sẵn có đấy rồi. Nếu đất nước không may xảy ra chiến tranh loạn lạc, không tu được nữa thì về thì có cái vốn để làm ăn. Kiểu lên như thế. Thế tôi bảo không, con thì không bao giờ nghĩ như thế. Bước chân ra khỏi cái lũy tre làng, cái ngôi nhà, mái nhà tranh của con, bước chân ra khỏi ngôi cái lũy tre làng là con xác định cuộc đời của con đã cống hiến cho Đức Phật rồi, cho chúng sinh rồi. Sống thì ở trong cửa Phật, mà chết thì cũng gì? Cũng ăn mày Phật. Sống thì làm việc gì? Để cúng dường Đức Phật. Trên thì khất cầu giáo pháp, dưới thì báo Phật ân đức, giúp đỡ tín đồ Phật tử, giúp đỡ chúng sinh. Còn là sống thì sống với dân. Thì mình chết đó, thì cũng chẳng có phải lo gì cái chuyện đó. Chả có cái chuyện ông sư nào chết mà dân họ bỏ thối ở trong chùa người ta đâu, đúng không? Ít nhất thì người ta cũng phải gì, 4 tấm dài 2 tấm ngắn, chôn rông chôn dài, người ta ra mang ra ngoài nghĩa địa, người ta đào xuống gì mét hơn mét đất, người ta vùi rông vùi dài thì cũng được bằng mặt đất. Chứ chả ai người ta để mình chơi chơi ra mùi thối bay cả làng cả xã,
bay cả chùa, khắp cả chùa chiền của họ đâu, cho nên không có sợ. Nhưng thầy ấy thì khác, thầy bảo không, con đó thì cứ phải nghĩ cho xa, nghĩ cho chắc. Chính vì thầy ấy nghĩ cho xa, cho chắc như vậy mà có thể là bị cái quả báo. Vừa học xong trung cấp về được năm trước, năm sau bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu cho đến năm ngoái, tức là hơn chục năm. Từ năm 2002-03 bị tai biến cho đến năm 2016 vừa qua thì mới mất. Mà đúng vì thầy ấy khởi cái tâm như vậy, cho nên có thể đây là một cái bài học, kinh nghiệm cho những một số tăng ni trẻ. Sau này có thể cũng từ những cái bài học đó phải rút ra kinh nghiệm. Thầy luôn luôn nghĩ như vậy, vì vậy mà học xong về năm trước năm sau bị tai biến. Tai biến mà nằm đến lúc mà thầy thì to béo khoảng độ tần gần một tạ ấy. To béo lắm. Lúc đầu thì mới tai biến thì Phật tử họ, dân họ có ra họ gì chăm sóc. Nhưng mà bị mãi như thế, không đi lại được. Ăn thì rất là nhiều. Chúng ta biết bệnh tai biến mà sau khi nó khỏi cái giai đoạn biến chứng rồi ấy, nó còn chỉ là di chứng của bệnh di biến. Bệnh tai biến thì nó ăn vô cùng. Mà ăn nhiều thì sao ạ? Ăn nhiều thì đùn ra cũng gì ấy? Đồn ra cũng nhiều, nhưng mà không tự đi lại sinh hoạt được. Cho nên dân họ gì, vãi nào ra hầu thầy họ cũng sợ tiểu thì không có. Có thằng tiểu thì nó chạy mất rồi, nó chạy đi chùa khác mất rồi, nó không ở cùng nữa. Cũng có 2-3 thằng tiểu, nhưng mà vì cái tính nó khó tính như vậy mà cứ luôn luôn là nghĩ cho bản thân mình, cho nên nó cũng không ở, nó bỏ nó đi hết. Khi ốm chỉ còn có dân với vãi thôi, mà ra hầu mãi hàng chục, hơn chục năm trời họ chán họ bỏ. Và không còn ai ra hầu nữa, cho nên dân họ mới bảo là thôi bây giờ gọi người nhà đến mà về, đoán về nhà mà người nhà chữa. Không ai chăm nữa thì đương nhiên người nhà phải đến để đoán về nhà. Đấy. Vì cái tâm lúc nào cũng nghĩ là gì? Phòng thủ. Để có chuyện gì đó được về nhà thì đúng là có được về nhà thật. Lúc chết phải về nhà thật. Đi tu cả đời lên đại đức rồi mà đến khi chết còn không được ở trong chùa. Dân họ không đồng ý phải về nhà. Nhưng cũng rất may là khi chết rồi, gần đến khi chết đó, rồi mọi người nói nhiều quá, chết rồi thì bắt họ mới cho làm ma ở trong chùa. Đấy. Cho làm ma ở trong chùa. Đấy, cho nên mà làm ma ở trong chùa thì cũng có giải quyết cái vấn đề gì đâu các quý vị. Đó. Cho nên ở đây tôi nói là nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ một cái gì đó là luôn giữ cho mình, thì cái nghiệp của chúng ta sẽ chết vì cái đấy đấy. Vì vậy mà Đức Phật bảo chúng ta phải buông xả được. Cho nên tôi thì luôn luôn ý thức được cái điều đó, làm tất cả công việc Phật sự nhưng không giữ cho mình cái gì. Ra đi bất cứ lúc nào cũng thanh thản, buông hai tay xuống bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ thì cũng không có vướng bận bất cứ một cái gì. Mà như thế thì Đức Phật nói là như thế, trong nhà Phật buông được càng nhiều thì lại càng đi, càng được lắm. Vì vậy có người đến nói thấy tôi là làm công tác Phật sự nhiều như thế này, xây 4-5 ngôi chùa, toàn những ngôi chùa lớn như thế, họ nghĩ là tôi giàu lắm, tôi phải giữ nhiều tiền lắm. Nên xin thưa các vị, có những lúc tôi đi đường có 200.000, 300.000 đổ xăng tôi còn phải gọi Phật tử tôi xin. Có những lúc hết 200-300.000 mà không có để đổ xăng phải xin. Vì sao? Vì tôi không giữ cái gì cả. Mà không giữ thì Phật Bồ Tát lại thương, lại làm được nhiều các việc Phật sự hơn. Vì vậy mà đây cũng là một cái để kinh nghiệm cho chúng ta thấy quan điểm của nhà Phật đó, thì càng buông được thì chúng ta lại càng được phước. Tôi mà không buông, tôi mà cứ khư khư cho bản thân đó, thì làm sao tôi nói mọi người nghe? Chắc chắn mọi người sẽ không nghe. Đại đa số mọi người sẽ không nghe. Mà không nghe thì làm sao mà một cái pháp hội mà có 5-7 ngàn người mà trang nghiêm thanh tịnh ngồi nghe chúng tôi nói, bỏ công ra, bỏ sức ra, bỏ thời gian vàng bạc của mình ra để đến đây ngồi nghe chúng tôi nói được. Đó. Cho nên đây cũng là một cái để chúng ta thấy rằng làm cái gì đó thì làm nó cũng phải kết hợp với thực tế một chút. Đó. Vì vậy mà các Phật tử, mà đặc biệt là các đôi vợ chồng mà cầu nguyện những cái việc đó, chúng ta cũng phải buông xả được một chút để phóng sinh. Đặc biệt là phải nên phóng sinh. Tu phúc làm việc thiện, bố thí giúp đỡ người nghèo nữa. Nên có. Và một cái việc nữa, đó là gì? Nếu mà người vợ hoặc người chồng mà khỏe, có sức khỏe tốt thì chúng ta này, gặp cái trường hợp đi hiến máu ở đâu để cứu người
chúng ta cũng nên làm cái việc đó, hiến máu để cứu người nữa. Cái đó là những cái chúng ta cho bằng gì? Cho bằng cả thể chất lẫn tinh thần, thì chúng ta sẽ nhận lại được cái phúc báo là vô lượng. Đã nói thêm như vậy để các vị biết. Con trai lớn của con sinh năm 2011, con bị chậm phát triển thần kinh. Con nhờ cậy thầy hướng dẫn chỉ bảo cho con phải làm thế nào để con được khỏe mạnh, bệnh tật được tiêu trừ dần dần, con lớn lên được khỏe mạnh bình an ạ. Con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này thì cứ nên phát đại nguyện tụng kinh Địa Tạng trong vòng 3 năm để hồi hướng cho cháu. Thì ăn chay được luôn thì là tốt, trường chay được là tốt, mà không trường chay được thì tháng cũng nên ăn lấy gì? 2 ngày hoặc là 6 hoặc là 10 ngày chay. 10 ngày ăn chay trường hoặc 6 ngày hoặc 2 ngày một tháng, tùy theo. 2 ngày thì mùng 1 ngày rằm. Đó thì nên xem cái ngày trường chay thì trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, về cứ tụng xeo đó mà ăn. Không trường chay được hết cả 3 năm thì tháng 10 ngày hoặc 6 ngày hoặc ít nhất thì được 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Đó để lấy công đức đó để hồi hướng cho cậu con trai lớn này. Và mỗi khi tụng kinh như vậy thì ngày thì được 2 thời hoặc 3 thời hoặc 1 thời, nhưng mà tụng được cả một cái bộ kinh thượng trung hạ, một bộ kinh Địa Tạng đó thì càng tốt. Xong rồi lấy cái nước đó cho cháu nó uống. Có khi chỉ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày là có hiệu quả rồi. Chứ không cần phải 3 năm. Nhưng phát nguyện thì 3 năm. Nhưng mà không cần phải 3 năm đâu. Đấy, có cái bà cụ ở dưới đường Hoàng Quốc Việt. Chúng tôi nói đi nói lại thì hôm nay thì nói cho một số Phật tử mới đến dự. Cháu nó sinh ra được 4-5 tháng. Đi khám bác sĩ bảo là trường hợp này là câm điếc bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất, đó có thể là gì, cho cháu nó nghe được và sau này cơ hội nói thì còn chưa chắc chắn. Đó là mất 2 tỷ mua cái máy, rồi còn công nữa 200 nữa để gì? Để mổ ra và lắp vào trong gì, trong tai của cháu ấy. Và phải làm trước khi 1 tuổi, còn sau 1 tuổi không làm được nữa. Gia đình thì cũng toàn là cán bộ công nhân viên chức nhà nước nghỉ hưu cả, thì lấy mà nhà ở nhà tập thể lấy đâu là 2 tỷ 2. Cho nên là thôi thì đành đối phúc cùng trời. Thế các Phật tử trong đạo tràng ấy mới bảo là thôi cứ lên chùa xem thế nào. Nhiều trường hợp mầu nhiệm họ được lắm, họ tụng kinh họ được. Thế là bà cụ đi lên đây, tức là bà nội của cháu á, cái cháu bé lên đây. Thế bà cụ năm nay cũng yếu rồi, khoảng trên 70 gần 80, yếu đi khật khạ khật khử ra rồi. Thế tôi bảo cụ về phát nguyện ăn chay 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu xem thế nào. Các thầy cũng sẽ hồi hướng cho nữa. Thế bà cụ về làm theo như làm được. Thế tôi bảo về bảo cả gia đình, cả mẹ, cả chồng của cụ ấy, cả nhà ăn chay để hồi hướng 21 ngày ấy, đấy là gọi là cái phương pháp điều trị gì ạ? Điều trị tích cực đấy. Cả nhà ăn chay 21 ngày phóng sinh tu phúc và tụng kinh Địa Tạng, đấy là phương pháp điều trị tích cực. Ở trong bệnh viện họ gọi là điều trị đặc biệt đó. Vào phòng điều trị đặc biệt, gặp những giáo sư giỏi nhất, để chọn những giáo sư giỏi nhất để điều trị bệnh cho mình đó. Nhưng mà về thì bà cụ bảo con thằng con trai, thì thằng con trai nó bảo rằng mẹ ơi con đang đi làm, con ăn như thế làm sao con đủ sức khỏe con đi làm. Bảo có con dâu thì có con dâu bảo mẹ ơi con đang nuôi con nhỏ, con làm ăn như thế làm sao có sữa để nuôi con. Bảo chồng thì chồng bảo bà ơi tôi yếu lắm, tôi ăn thế tôi làm sao tôi chịu được, thôi bà ăn đi. Thế là cả chồng, cả con trai, cả con dâu đều có lý do, và một mình bà cụ ăn được, tụng được đến ngày thứ 7 sang ngày thứ 8. Thế tự nhiên cái đứa cháu nội của mình nó thấy nó là phản, có phản ứng, nó giật mình đem đi khám. Bác sĩ, 5 bác sĩ, cả trưởng phó khoa với những người đầu ngành của cái bệnh viện mà mới khám cho cháu là khoảng hơn nửa tháng trước thôi, và vẫn khẳng định là câm điếc bẩm sinh, không thể cứu chữa được. Chỉ có vấn đề như làm cái tai giả, để làm cái chip để cấy vào tai để cho nó nghe lớn lên xem nói được hay không, thì tùy thuộc vào, không dám chắc chắn. Nhưng mà sau này có mấy ngày sau tụng kinh thì có 7 ngày sang ngày thứ 8, thấy nó giật mình, bố mẹ nó mang đi khám, bác sĩ giật mình khám và bảo là chữa cái gì, không tin vào cái kết quả khám của mình, nó gọi 4-5 bác sĩ sang cùng với nhau để hội chẩn, thì đều cho cái kết quả là cháu nó nghe được gì 70-80%. Thế bác sĩ bảo là thế chưa thuốc gì, bảo là không, bố mẹ nó bảo nhà cháu không chưa thuốc gì, mà chỉ có bà nội cháu đi lên chùa khai nguyên, thầy Thịnh dặn tụng kinh Địa Tạng về, bà cụ tụng
Thế là về thấy cháu nó phản ứng đem đi khám thôi, thế thôi. Mà cách đấy trong năm đấy, cả gia đình bế cháu ấy lên đây nhìn kháo khỉnh và gọi một cái là nghe rồi, nói rồi, và bây giờ nói được tiếng gì? Tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng bà rồi. À, mới có hơn chục tháng thôi, chắc chắn là xem nó bây giờ thì bình thường. À, gần như bình thường lại đến 95% rồi. Thế xong rồi tôi cái đợt mà nghe được thì tôi bảo là thôi về cố gắng tụng kinh thì ăn chay để tụng kinh tiếp đi. Cậu bảo thôi thầy ơi, chắc là được rồi hay sao ấy. Và thôi thầy ơi. Thế bảo tôi làm sao mà thôi. Bảo trước đây con bị tai biến cho nên sức khỏe con yếu lắm. Giờ thôi thầy cho con gì, con không ăn chay nhưng con tụng kinh cả đời được không? À, mà cả ra giá với Phật, ra giá với thầy. À, thay vào cái ăn chay tụng kinh cho tròn hết 21 ngày, sau hết mấy ngày thấy cháu nó nghe được rồi một cái là thì cũng xin thầy luôn, thôi thầy cho con không ăn chay nữa, nhưng mà đổi lại con gì, con sẽ tụng kinh Địa Tạng cả đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vào là Phật Bồ Tát để thương chúng sinh, nhưng mẹ thương con đỏ thì thôi, bây giờ cụ chẳng ăn chay được thì còn lại hơn chục ngày nữa biết làm nào. Bây giờ người ta nói như thế rồi, chẳng nhẽ mình bảo không được à? Thì bảo không được sợ người ta lại lo, mà có khi cháu chưa khỏi bà lại đi thì chết. Cho nên bảo là thôi được rồi, thế thì cụ về thì không ăn chay trường được, thế thôi thì cứ ăn bình thường, nhưng cố gắng gia đình đừng có sát sinh ở trong nhà mình. Đi ra chợ mua đồ nó làm sẵn trong cái giai đoạn còn đang gia mình đang có vấn đề, như ở trong nhà Phật gọi là gì, gọi là thiếu phúc á, và kém phúc á, cho nên mới sinh sự có cái chuyện như vậy. Khuyên bà cụ thôi đừng có bảo con cá, đừng có sát sinh ở trong nhà, ra chợ mua đồ làm sẵn thì ăn, nhưng mà ăn cũng đừng có tham ăn nhiều, ăn ấy quá, gọi là ăn cho nó đủ sức khỏe thôi, còn phải tích phúc nữa chứ, đừng có ăn hết cái phúc cái đức của con của cháu sau này đó. Thế từ đó tới giờ thì về với ông chồng thì ngày xưa thì hôm rồi tôi mới biết là ông chồng là đại tá quân đội. Hôm rồi lên đây kéo mấy ông bạn lên đây toàn đại tá hết, 4-5 ông đại tá kéo nhau lên đây, bảo là mà phải thậm chí bây giờ các ông lại quy tam bảo hết khóa tu vừa rồi, rồi pháp hội tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà ngày xưa các ông phần lớn là ở cái thời ngày xưa cho nên đào tạo ở trong cái ngành của các vị ấy, cho nên bây giờ bảo tin Phật pháp, tin tụng kinh Địa Tạng có thể giải trừ cái này cái nọ cái kia, nhất là bảo là bà tự nhiên và bác sĩ họ bảo là câm điếc bẩm sinh, mà bảo tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng mà nó hết điếc, nó hết câm, nó nói lại được, thì đây là một cái việc gì không tưởng, cho nên các ông không tin. Nhưng mà khi mà cháu của ông, cái đích tôn của ông ấy được cái hưởng cái đó thì bây giờ ông tin. Không chỉ tin mà bây giờ còn rủ 4-5 ông bạn cùng là ở trong khu phố, đại tá, trung tá, quân đội về hưu là khu trong khu phố vừa qua, dịp vừa qua đều quy tam bảo hết rồi, đưa cả mấy cặp vợ chồng, không chỉ quy tam bảo mà vừa qua còn dắt các bạn đến là gì, đăng ký nhập tháp ở báo ân ở chùa hết rồi. Đã. Và hôm Tết vừa rồi là nhất định lên phải gì, phải gặp thầy. Đã. Lên mấy lần rồi chưa bao giờ gặp thầy, nhưng lần này lên là phải xin thầy cho ngồi một tí thì bảo được, để tiếp các cụ một tí. Cho nên ở đây thì cái vấn đề tâm linh này nó rất là khó nói, khó thể diễn giải hết bằng lời nói và giấy bút được. Chỉ có gì chúng ta có thực nghiệm, có chiêm nghiệm, có chứng nghiệm, có thực hành thì chúng ta mới biết được cái sự mầu nhiệm như thế nào. Bây giờ còn nói ra thì nó rất là khó diễn giải. Mà mình mà nói nó nhiều quá thì có thể người ta cũng rất khó tin. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để làm. Mà đừng có nghĩ rằng á, thầy giỏi thầy làm được cái điều đó nhé. Không, thầy không giỏi. Mà đây là Phật Bồ Tát gia trì, mà các vị giỏi, các vị tụng kinh giỏi, các vị niệm Phật giỏi, và các vị gì bỏ ác giỏi, các vị làm lành giỏi, các vị hướng thiện giỏi. Cho nên Phật Bồ Tát gì cảm động và gia trì cho. Thiên Long và các vị quỷ thần, thiện quỷ thần á, thấy cảm động và các ngài cũng đều gia trì cho, như trong kinh nói. Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta trong kinh Đức Phật thường nói là người nào mà nhất tâm làm được việc thiện, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa sẽ có vô lượng công đức. Cầu nguyện việc này việc nọ thì khi mà tội diệt phúc sinh chúng ta cầu sẽ được thôi. Để đấy, cho nên tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta có cái niềm tin. Và mình có thể trong cái giai đoạn đầu học Phật, mình có thể cái niềm tin, cái sự sở cầu chân chính của mình cứ cầu.
Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì có cảm và sẽ có ứng thôi. Còn giai đoạn sau học Phật cao rồi ấy, thì chúng ta không cầu cho bản thân nữa, mà chúng ta gì cầu cho pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, đồng được giải thoát, đồng được giác ngộ như là mười phương ba đời chư Phật đó. Đấy là gì? Học Phật đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn viên mãn con đường hành Bồ Tát đạo chúng ta rồi. Còn giai đoạn đầu tiên Phật Bồ Tát cũng có thể dùng phương tiện chúng ta cầu bình an nữa, Phật Bồ Tát cho chúng ta bình an. Chúng ta cầu công danh sự nghiệp ư? Phật Bồ Tát cho chúng ta công danh sự nghiệp. Đấy, giống như trường hợp ở trong thành phố Hồ Chí Minh có cái đứa cháu của bà Phật tử ở bên Pháp, bà ở tận bên Pháp, bà chưa một lần gặp thầy, bà chỉ nghe giảng qua gì cái trang web của nhà chùa thôi, trang web chùa thành viên của chùa thôi, mà ngày nào bà nghe, nghe từ sáng chiều tối, thậm chí bà cũng lớn tuổi nhưng mà vẫn phải đi làm. Bà vẫn đi làm, vẫn đi trông con cho người ta. Nhưng á, bà vẫn mở cái đài nhỏ nhỏ để bà nghe trong khi bà đi làm. Đi về đi ngủ bà cũng gì bà cũng nghe. Và bảo bà mỗi một ngày, con không nghe thấy cái tiếng, cái lời giảng của thầy á, con cảm như là một thiếu thốn một cái gì đó. Và chồng con trước đây cũng không tin Phật. Nhưng mà khi nghe cái băng giảng thì lúc đầu là ông cũng hậm hực với vợ lắm. Nhưng mà sau này á, khi mà dần dần mà cái vợ nghe vợ bảo không, ông cứ nghe, nói với chồng là ông cứ nghe cái thầy này giảng đi, nghe đi, cứ nghe đi rồi ông sẽ gì, ông sẽ đưa ra một cái câu bình luận sau. Và dần dần ông nghe và bây giờ chúng ta biết không, ông cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng giống như bà, thậm chí ông ấy còn tu hành tinh tiến hơn cả bà nữa. Đó. Chỉ có nghe qua băng giảng thôi, mà ở tận cách đây hàng bao nhiêu nghìn cây số từ đây đến Pháp, tôi không biết là bao nhiêu nghìn cây số. Nhưng họ cũng tu. Và vừa qua đấy, bà gọi điện về, bà kể là có một đứa cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, vì quê quản ở trong đấy mà, nó học ra trường rồi nhưng mà nhà cũng nghèo, không có điều kiện, cho nên đi xin học đại học, học cái trường đại học gì nhỉ, đại học gì mà xong ra làm giáo viên nhỉ, sư phạm. Lắm khi nhiều lúc nó đầu óc nó già rồi nó quên. Cháu học đại học sư phạm, bằng giỏi đỏ chót nhưng mà ra đi xin chỗ nào không được. Hơn một năm trời, gần hai năm trời cứ mang hồ sơ đi xin đi thi thì toàn thiếu nửa điểm hoặc thiếu điểm thôi, không được. Thế nó chán quá, nó sinh ra nó ở nhà nó tự kỷ, kéo nó chán quá. Đi làm những việc linh tinh không phù hợp với ngành nghề học của mình thì nó chán, nó bỏ. Thế bà ở bên kia, bà gọi điện về khuyên cháu là thôi tụng kinh Địa Tạng đi. Thế cháu nó cũng tụng kinh Địa Tạng được khoảng độ hơn tháng. Thế là hôm đi ra uống nước gặp một cái ông thầy hiệu trưởng của một cái trường dân lập. Thế ngồi uống nước một cái hỏi ra biết cháu nó học đại học sư phạm xong rồi mà ra trường bằng cấp giỏi như thế. Đi ngồi uống nước thôi, thế là gặp ông ấy, thế ông bảo thế đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là ông ấy giúp vào trường ông ấy dạy, ngon lành ngay, không mất một đồng nào. Thế là xong mừng gọi điện sang gì? Sang bên kia thông báo cho bà cô hay là bà bác gì đấy tôi không rõ lắm, ở bên Pháp. Bảo là đấy, nhờ gì, nhờ cô hay bác gì đó, nhờ cháu, bảo cháu dạy tụng kinh Địa Tạng, cháu mới tụng được một thời gian ngắn thôi. Tự nhiên đi uống nước có ông hiệu trưởng của một cái trường đại học dân lập, ông ấy ngồi uống nước một cái, ông ấy biết một cái, ông ấy nhận luôn, ông bảo đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là xong rồi nhận luôn, bây giờ cháu đã đi làm rồi, đi dạy rồi. Đó. Và bà ấy gọi điện về nói với tôi là cái chuyện nó vui mừng như thế. Đó, bà còn kể cái chuyện là có cái người chú hay là người cậu gì đó, cũng ương bướng lắm, chuyên đi chảy dừa thuê, nhưng mà rất ương bướng. Nhưng khi nghe bà ấy khuyên thì cái chuyện nhà bà cũng ở kể cả thành phố Hồ Chí Minh tụng kinh cũng được nhiều việc lắm. Cho nên bà khuyên thì cái ông cậu hay ông chú đó cũng tụng kinh. Thế bà hôm rồi bà gọi điện thì bà bảo là may quá, may mà nó tụng kinh. Thế nó một hôm nó đi chảy dừa thì ra rơi đi dừa trong miền Nam, cây dừa nó rất là cao, có cây cao đến phải chục mét, hơn chục mét. Thế ra làm sao, lùng dùng là sao mà cái nó không đội mũ. Ai đi ra cái quả dừa nó rơi từ trên, nó rơi vào đầu. Thế nằm bất tỉnh nhân sự, máu me be bét ra. Thế mọi người cứ bảo trường hợp rơi dừa như thế chỉ có chết 10 người thì chết 9. Nhưng mà cái anh chàng đấy nó rơi vào cái nằm bất tỉnh nhân sự, nó đi ra bệnh viện. Mọi người khiêng ra bệnh viện thấy không, thấy nghĩ, mọi người nghĩ là chắc là chết thôi. Máu me be bét ở trên đầu chắc là chết. Nhưng khiêng ra viện ở một tí xong tiêm thuốc, hết thuốc một cái là tỉnh dậy, thế là nói như sao.
Thế là xong rồi thì hỏi làm sao còn nghe đau không, nó bảo không. Lúc đấy thì tự nhiên cái quả dừa rơi vào một cái thì thấy một cái vị mặc cái quần áo rất là lạ, họ cũng không nói là sư, chỉ là thấy một vị mặc quần áo rất là lạ đến là gì, đến là che đầu cho và bắt đầu là khiêng đi. Đã. Nhưng mà thực tế không phải là cái vị nào đến khiêng đi, mà chính là cái người thân của hàng xóm họ đến là khiêng đi bệnh viện. Nhưng mà vị này gọi là mơ mơ màng màng thấy một cái người mặc quần áo màu vàng rất là lạ đến để khiêng đi, để che, để khiêng đi. Thế là ra đến viện được một tí thì tỉnh lại. Thế cuối cùng thì không bị chấn thương sọ não, nó chỉ có mối vếu một tí da đầu, nó chảy máu ở phần ngoài thôi. Thế từ ngày đấy là gì, nó cũng tin tưởng và nó cũng càng tinh tiến để tu tập nhiều hơn. Thì đấy, cho nên đấy là những cái câu chuyện mà nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển thì công đức nó, lợi ích nó cũng được nhiều, không thể kể hết được. Một người nữa hỏi: kính bạch thầy, con lấy chồng do hai gia đình xếp đặt, về nhà chồng con mới biết con không thấy có bố chồng, hỏi ra con mới biết bố chồng con đã chết do bố con tự tử. Vậy xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để làm cho bố con thoát khỏi vòng trầm luân, để gia đình và con cháu của con được bình an, các con của con được công thành danh toại. Kính bạch thầy, bố con tự tử chết như vậy bố con có tội không ạ? Hàng ngày con niệm Phật thì bố con có được thoát tội không ạ? Những người mà tự tử chết, trong kinh Đức Phật nói đồng với tội giết người không có khác, mà tội giết người á, thì tội đó chắc chắn sẽ đi xuống và đọa trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nặng thì địa ngục, vừa vừa thì ngạ quỷ, và nhẹ thì là súc sinh. Cho nên không có chuyện tự tử là gì, là giải thoát đâu, tự tử là được an vui, được thoát khổ đâu, các quý vị đừng hiểu lầm như thế. Sống ở thế gian khổ cực phải cố gắng vươn lên để cho thoát khổ, chứ sống ở thế gian khổ cực mà đi thắt cổ, đi nhảy lầu, đi uống thuốc để tự tử vân vân đó, thì cái khổ đó sẽ đeo đắng mãi. Và trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì, cái đó cứ 7 ngày sau thân trung ấm nó lại hiện lại một lần và lại thấy mình đi tự tử như thế, khổ đau vô cùng các quý vị. Rồi á, hết 49 ngày nghiêu đầu ngục tốt, hoặc trong vòng 49 ngày nghiêu đầu ngục tốt lôi vào trước Diêm Vương điện tiền và hành án phạt cái tội là gì, sát sinh hại mạng do cha mẹ ban cho mà không biết giữ gìn, không biết tôn trọng, đó là gì, gọi là phụ lại cái gì, cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ cao hơn cả núi Thái Sơn, mình gọi là cao hơn cả núi Tản Viên, cho nên dễ hiểu đi hả, rộng hơn cả nước gì, nước sông Hồng đi hả, đó. Cho nên á, đấy gọi là gì, vong ân bội nghĩa, phụ lại lòng tin của cha mẹ, tội đó chắc chắn đọa tam ác đạo. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Thôi, chuyện đã qua rồi, điều quan trọng bây giờ giải quyết, Phật tử này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho cụ. Mỗi khi tụng xong, đọc xong á, cộng thêm phóng sinh nữa, tu phúc làm việc thiện nữa, và lại hồi hướng tên sám hối cái ông cụ ấy, thì đảm bảo 3 năm sau thì chắc chắn được siêu thoát. Cái này một sớm một chiều thì chưa được. Trong các pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm như thế này cũng đi lên để làm bài vị, làm sớ để cầu siêu cho cụ, gọi là gieo duyên dần dần. Tội nặng thì phải lâu mới có thể thoát được. Đã, xin hướng dẫn đi vậy. Một Phật tử nữa hỏi là: vợ chồng con xin thầy bố thí cho, vợ chồng con hiếm muộn, đã gần 3 năm nay, pháp hội đầu năm 2017, vợ chồng con đã đến gặp thầy và cũng được thầy hướng dẫn thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng về tụng. Vợ chồng con cũng đã lên chùa Tản Viên xin nước uống, nhưng đến nay pháp hội này là pháp hội thứ 3 nhưng vợ chồng con vẫn chưa được như ý nguyện. Con biết vợ chồng con kém phúc nên chưa được sở cầu như ý, kính mong thầy cho vợ chồng con lời khuyên. Hiện giờ con vẫn đang phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm, nhưng vì thời gian không cho phép, con một ngày đọc hết một bộ nên không cho phép. Con một ngày đọc hết một bộ nên ngày đầu tiên con chỉ đọc tụng được quyển thượng, và hai ngày đọc quyển trung và quyển hạ. Nhưng hai ngày con thay hai lần nước trong một bộ kinh, như vậy có đúng không, hay là con phải tụng hết một bộ thì mới được thay nước? Xin thầy cho con được biết. Cái này thì nó không quan trọng, không nhất định, nhưng mà tôi, như tôi nói, thầy nói hôm qua mà, nếu chúng ta muốn cầu một cái điều gì đó đặc biệt thì chúng ta phải gì ạ, phải dành một cái khóa tu đặc biệt. Ngày hôm nay quyển thượng, ngày mai quyển trung, ngày kia quyển hạ, hai ngày mới thay nước một lần,
rồi trong tâm thì còn gì ạ? Còn cò kẻ thêm một bớt hai. Thế không chỉ hai pháp hội, ba pháp hội mà gì 10 pháp hội chưa chắc đã được. Người ta phải gì? Phải nhất tâm là sao? Tín thọ phụng hành. Hôm qua thầy dạy là sao? 21 ngày nhất tâm ăn chay trường. Đấy, thầy nhớ nhé. Nhất tâm ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng. Và gì? Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để kết hợp nữa, sám hối nghiệp chướng của mình nữa. Và một điều đặc biệt gì? Phải ăn chay trường 21 ngày đó. Và vợ chồng phải cách gì? Cách ly, phải ngủ gì? Khác phòng hoặc khác gì? Khác giường. Nếu chung phòng thì cũng phải khác giường. Không được chung giường. Chung giường rất nguy hiểm. Tốt nhất là gì? Khác phòng lại. Con dâu đến ngủ với gì? Với mẹ chồng. Và chồng đi gì? Ngủ với bố chồng là tốt nhất. À, ngủ với gì? Bố mình là tốt nhất. Con dâu thì ngủ với mẹ chồng, còn mình thì ngủ với bố. Đấy, bố quản cho thì 21 ngày đó để nhất tâm ăn chay trường tụng kinh niệm Phật. Thôi nói trêu vậy một chút vậy. Nói chung là gì? Chúng ta phải giữ gìn cái sự trai giới. Đấy, phải giữ gìn sự trai giới cho tinh nghiêm. 21 ngày thành tâm, sáng, chiều, tối. Đấy, sáng, chiều, tối, sáng quyền thượng, chiều quyền trung, tối quyền hạ. Cứ như vậy, 21 ngày nhất tâm để đọc tụng như vậy. Nước thay gì? Thanh bông hoa quả thì héo héo rồi thay cũng được. Nhưng riêng nước ngày phải thay một lần. Sáng sớm thay, chén ở giữa thì vẩy khắp đất cát nhà cửa. Còn 6 chén còn lại thì hai vợ chồng thì cùng uống. Hết 21 ngày đó mới lên tản viên xin nước. Sau đó mới gì? Về mới cho gì? Cho đồng phòng hoa trúc trở lại. Thì làm được nhất tâm như thế. Mà không được thì lúc đó gì? Lúc đó thì nhất tâm mà không được thì phải xem xét xem bệnh của mình là không phải do tâm linh, không phải do nghiệp chướng đâu, mà do gì? Do cơ thể của mình. Cơ thể của chúng ta mỗi người có một cái cấu trúc khác nhau. Mà không được thì phải đi bác sĩ. Bác sĩ không được nói thì thôi, tốt nhất là đi nhận con nuôi. Đúng không? Bởi vì không phải trên cuộc đời này không phải cái gì cầu cũng được đâu. Có những trường hợp gì cầu cũng được. Thôi chúng ta phát kinh đi, nhẹ nhàng đi phát kinh. Đến giờ. Con bạch thầy, con dâu con mới sinh con nhưng mà cháu cứ khóc suốt ngày, đặc biệt là lúc ăn. Con đã làm đủ mọi cách nhưng cháu vẫn khóc. Con dâu con trước đó phá thai 3 lần, liệu có phải do các vong thai không? Con phải làm gì? Trường hợp này, việc thứ nhất là nên làm sớ cầu siêu, siêu độ cho các vong thai nhi, đặc biệt là những pháp hội như thế này. Pháp hội này thì thiên về dành cho cầu an hơn, nhưng vẫn có hồi hướng siêu độ, làm bài vị cho họ. Phật tử đưa câu hỏi này, nếu chưa làm bài vị thì ngay bây giờ, nghe xong câu hỏi trả lời này thì đi ra ở trước cửa chùa đăng ký để làm một cái bài vị siêu độ cho các vong linh thai nhi mà mẹ của cháu nó bỏ đi đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có điều kiện thì nên làm lấy 3 mâm cơm để cúng Phật, cúng tổ và cúng vong. Và đặc biệt các vong linh thai nhi này thì phải đi ra mua lấy một tí sữa, đích thân mình đi mua. Nếu không làm cơm được thì thôi, đích thân ra mua lấy một tí sữa trẻ con ấy, sữa cho trẻ con uống ấy, mang vào đặt ở dưới ban vong, đặt ở dưới trước cái bài vị ở dưới ban vong, đặt dưới ban ấy, dưới cái bàn cúng cho ban vong ấy. Đó, và các sư với đại chúng sẽ nhất tâm chú nguyện hồi hướng siêu độ cho các vong linh này. Và cái thứ hai, sau khi Phật tử này đến khi nghỉ giải lao thì xuống dưới phòng thông tin gặp các thầy dưới đó để xin cái vải mà các sư làm lễ hô thần nhập tượng á. Về thì các cháu mà hay khóc dạ đề hoặc là sinh ra hay khóc á, thì kinh nghiệm của chúng tôi nhiều rồi, chỉ cho một cái miếng vải đó bé bé bằng cái nửa cái bật lửa ga, hoặc bằng cái bật lửa ga thôi, một tí cho vào trong gối cho các con đang cái gối các con đang ngủ á, một tí thì tết thành một cái, lấy cái chỉ ngũ sắc hoặc là cái vải cái chỉ á, tết nhỏ nhỏ thôi, tết cho đeo vào trong tay á, khỏi ngay, khỏi ngay lập tức luôn, khỏi phải nói là khỏi như là thần thánh luôn. Hả? Có cái cô giáo ở bên dạy ở bên trường cấp 1 Sơn Đông này, nhưng mà nhà bên Cổ Đông, năm ngoái sinh đứa con cũng khóc như thế, khóc lắm, đi bệnh viện không giải quyết được, thế đi về người ta mách sang đây thì tôi bảo tôi đưa cho mỗi cái đấy. Đến sáng sớm hôm sau, cô đi dạy học, cô mua cân hoa quả ra nữa, cô lễ Phật sớm, cô bảo ôi dồi ôi,
thế này mà con không biết, để cho cháu nó khổ đến hơn 2 tháng trời. Cả con mất ngủ mà cháu nó cũng khổ, khóc gầy ra hết cả người. Thế mà không biết. Mang về một cái đêm hôm đó khỏi ngay, không có khóc thì nên là ngủ ngon ngay từ chập tối luôn. À, cái đấy gọi là gì? Khóc dạ đề. Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là sinh vào giờ gì ạ? Giờ quan sát. À, đấy, các cụ ngày xưa chúng ta hay, theo dân gian chúng ta ngày xưa nói là sinh vào giờ quan sát. Thì xem sinh vào giờ quan sát thì thường là tối lại thì nó hay bị khóc. Cái trường hợp đó ngày xưa thì chúng ta hay gì, hay cúng mụ, đúng không? Hay cúng mụ cho các cháu nó. À, cái trường hợp ngày xưa là cúng mụ, nhưng bây giờ có chùa chiền, có các sư rồi, phát triển rồi. Thì cái vải hô thần nhập tượng, đây là cái hẻm. Cái vải hô thần nhập tượng, kể cả các chùa, ở đây thầy cứ tích vào đấy thì cứ bao giờ có trường hợp đó đến thì cho một cái về khỏi ngay. Chả cần phải cúng bái gì cả. Có trường hợp nào mà nặng cái đấy không khỏi thì phải lập cái bài vị để cúng, cúng dạ đề. Thì cái này cũng cúng được, cúng cũng khỏi. Có một trường hợp ngày xưa thì cho cái vải không khỏi thì đến thầy cúng cho cái dạ đề đó thì khỏi, cũng khỏi ngay. Đó, thì cái trường hợp mà cháu hay khóc, trường hợp thứ ý thứ hai này thì khuyên như vậy. Thì cả âm dương kết hợp thì mong rằng sau ngày mai gia đình thì gọi điện lên cho chùa bảo là cháu nó khỏi rồi nhá. Kính bạch thầy, chúng con là những Phật tử tại gia thường xuyên tu tập để đã hơn 10 năm nay. Nhà chúng con có bàn thờ Phật gồm 3 pho Tây Phương Tam Thánh, 1 pho tượng Địa Tạng. Hàng ngày con đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng rất an lạc. Vừa qua nhà có việc gia đình con có mời sư thầy ở chùa đến làm lễ. Khi tới gia đình thấy có tượng Địa Tạng trên bàn thờ Phật, sư thầy nói rằng nhà Phật tử tại gia chỉ được thờ ảnh Địa Tạng ở bàn gia tiên, chỉ có chùa mới được thờ tượng Địa Tạng. Và sau buổi lễ thầy đã đem tượng Địa Tạng của gia đình con về chùa. Con nghĩ theo phẩm 11 kinh Địa Tạng nói thì việc làm của thầy là không đúng, nhưng vì là sư thầy nói nên con cũng đành làm theo, nhưng rất thắc mắc. Trong pháp hội hôm nay con xin kính thầy giải đáp cho con được rõ để thờ Phật theo đúng pháp, đúng lý. Con xin cảm ơn thầy. Đấy, có nghĩa là gọi là có tin nhưng mà chưa sâu. Có tin thầy giảng nhưng mà chưa sâu. Cho nên mới để một cái ông thầy ông đến là gì? Mình theo Phật tụng kinh bao nhiêu năm nay an lạc rồi, rất an lạc. Ông thầy ông đến là lễ cho một cái là để ông nghe nói là ở nhà không được thờ tượng Địa Tạng mà chỉ được thờ ảnh Địa Tạng thôi, và để trong bê ra chùa mất. Thế mà cũng gọi là có niềm tin chân chính đấy. Có niềm tin chân chính nhưng mà gì? Mà không vững vàng. Gọi là mới gió một chút đã lay rồi. Chúng ta tu làm sao cho bát phong gì? Suy bất động chứ lại. Tám gió, ái ố, hỉ nộ vân vân ở thế gian, nó tâm chúng ta chẳng động. Cái này mới cái sư thầy đến dọa cho một câu đã gì? Đã sợ rồi. Đó. Làm gì có đạo lý ấy. Kinh nào Phật dạy chúng ta là ở Phật tử tại gia chỉ được thờ tranh Địa Tạng mà không được thờ tượng Địa Tạng? Có không? Kinh Địa Tạng dạy vậy không? Kinh Địa Tạng dạy là gì? Cung kính, tôn trọng, đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cung kính, đỉnh lễ, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được vô lượng công đức. Bao nhiêu tội chướng ở đời trước được tiêu diệt, và bao nhiêu phúc báo đời này và đời sau chúng ta được gì? Được hưởng cơ mà. Chúng ta y theo lời Phật hay y theo lời sư? Sư mà nói đúng chính pháp thì chúng ta y theo. Còn sư mà không nói đúng theo chính pháp, chúng ta liền là A Di Đà Phật, con sám hối thầy. Con sám hối thầy thì thôi, thì chúng con đã nhất tâm rồi, thầy có hoan hỉ cho chúng con thờ. Nói thế cho vui, và lần sau đừng có bao giờ mời bà ấy đến nữa. Nó phán cho vài câu mà sợ, giống như một Phật tử ở bên Canada và bên Pháp ấy, gọi điện về cho tôi suốt. Và một lần nữa, Phật tử này gia đình gặp khủng hoảng, cũng xem ở trên mạng, nghe giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi, và gia đình rất hoan hỉ, và vị phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thì nó giải quyết được vấn đề khủng hoảng của gia đình. Vị ấy gọi điện về cho chị em ở trong miền Nam, cũng giải quyết vấn đề khủng hoảng. Mà tôi nói là có một đứa cháu gái, nó bỏ đi mấy năm trời đó, tự nhiên nó bỏ về đó. Đứa cháu gái của bà ấy, tự nhiên nó về, nó xin lỗi bố mẹ nó, và nó trở thành một người con ngoan ngoãn bình thường để làm ăn. Mà nó đi giang hồ bụi đời tứ xứ mấy năm trời, mà con gái đó quay về. Thế xong rồi á, thì Phật tử này bắt đầu là thích quá, bắt đầu là gọi điện về thầy, gửi một cái pho tượng Địa Tạng với mấy bộ kinh Địa Tạng từ Việt Nam này sang tận bên Pháp cho cô ấy, và cô ấy thờ.
Cô thờ, cô tụng kinh rất an lạc, cả gia đình, vợ chồng, con cái bên đó đều hoan hỉ. Thế bây giờ là có một sư cô, một sư cô ở tu ở gần ở cách đó mấy chục cây số, mới đến nhà để chơi, nhìn thấy trong nhà có thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và nói rằng ôi Phật tử thờ thế này không đúng. Địa Tạng là chỉ ở trong chùa thờ ban vong thôi, thờ Địa Tạng ở nhà vong nó đến nhiều lắm, không được thờ trong nhà để gặp họa đấy. Thế là Phật tử thì sợ quá, không biết làm thế nào, gọi điện về cho tôi. Tôi mới khuyên, tôi bảo thật vậy thì Phật tử học theo kinh hay là học theo gì cái vị sư ấy. Thì bảo là con tin theo kinh. Tôi hỏi là tin theo kinh hay tin theo Phật, hay là tin theo vị sư ấy. Thì bảo con tin Phật, con tin kinh. Và tin Phật tin kinh thì đừng có nghi ngờ gì nữa, hãy nhất tâm mà tụng đi. Một vị sư mà như thế, tức là sư gì, học hành chưa đến nơi đến chốn, chưa có sự nghiên cứu sâu sắc về giáo lý của Đức Phật nói chung và kinh Địa Tạng nói riêng, cho nên mới phát ngôn ra là gì, tượng Địa Tạng và tranh ảnh thờ Địa Tạng là chỉ ở trong chùa mới được thờ, và chỉ được thờ ở gì, ở dưới ban vong. Các quý vị thấy, tới đây chùa Khai Nguyên này có một cái nơi trang trọng, đó là cái chùa Một Cột ở ngoài ao rất đẹp. Chùa Một Cột thì bình thường các nơi thì thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng ở chùa Một Cột, chùa Khai Nguyên này thì tôi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta thấy bước vào chùa một cái là gì, gặp Bồ Tát Địa Tạng rồi. Để cho mọi người thấy là gì, cái quan niệm sai lầm của họ trước đây là Địa Tạng Bồ Tát chỉ là độ cho gì, độ cho vong, chứ không độ cho người sống của chúng ta. Và cho họ phải nhìn nhận lại cái cách gì, cách học và cách giảng dạy, cách giáo dục của một vị, một số những vị tăng ni do chưa nghiên cứu kỹ mà gì, cứ nghe người trước nói thế này mà mình cũng đi truyền thế kia, như vậy là sai. Phải nghiên cứu kỹ lời Phật dạy ở trong kinh và giáo lý giáo điển ở trong kinh để mà truyền bá thì nó mới đúng chính pháp được. Cho nên trường hợp này thôi, Phật tử thầy khuyên là thôi, chuyện nó xảy ra như thế rồi về thì tôi không phải lo, còn thầy mang tượng ra chùa rồi thì thôi không phải đi đòi lại nữa. Thì hôm nào lên đây muốn thờ tiếp thì lên được sưởng tượng thì bảo sưởng tượng cúng một pho cho cụ về, cụ thờ cho nó yên tâm, tạo phúc đỉnh lễ tôn tượng của ngài á, được một cái thì phúc sinh vô lượng, chứ không có tội lỗi. Nếu mà tội lỗi do thờ Địa Tạng á, mà tội lỗi bao nhiêu cứ kêu ông Thịnh, ông ấy gì, ông ấy gánh hết cho. Phúc thì các cụ hưởng, mà tội đâu á thì ông Thịnh ông chịu, tôi chịu hết cho các cụ. Nếu các cụ thờ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát ở nhà mà bị tội á, thì cứ kêu là bao nhiêu cái tội đó ông Thịnh ông chịu hết đi, tôi sẽ chịu cho các quý vị. Nếu đọa trong địa ngục tôi sẽ vào địa ngục thay cho các quý vị, còn các quý vị cứ ở ngoài mà hưởng an vui hạnh phúc đi nhá. Đó đấy, vỗ tay câu đó cũng đáng đấy, nhưng mà biết đâu, nhưng mà thờ phải thờ đúng chính pháp. Thờ mà thờ sai á, thờ để gì, để lừa đảo mọi người á, có nghĩa là sao, tức là lập lên ban thờ để kêu các Phật tử đến á, để bảo Phật tử bỏ tiền vào đó để gì, mình lấy tiền để tiêu á, như vậy là thờ sai, đọa địa ngục, cái đó tôi không chịu trách nhiệm, cái đó phải tự mà đi đọa lấy. Như trường hợp trên Ba Vì có một Phật tử như thế, đi đến một ngôi chùa, ngày xưa làm nghề đi bán thịt lợn ở ngoài chợ, nhưng mới học đạo Phật được có chỉ có mấy tháng thôi, đến học với một cái sư thầy, thầy ấy dạy cho đi chờ niệm, và Phật tử này cũng thì bắt đầu đi chờ niệm. Chờ niệm xong một cái là thấy là đi chờ niệm cũng ngon, đi chờ niệm xong cho Phật tử một cái thì gia đình họ có người chết, một cái nghĩ ra ngay một cái chiêu là nhà mình cũng làm một cái điện thờ Phật ở nhà. Và đi chờ niệm xong một cái là tuyên bố là gì, trường hợp vong này á, được vãng sinh Tây Phương rồi, phải đến gì, đến điện thờ của tôi để lễ tạ đi, và đến đấy để cúng cho, cúng là gì, 2 triệu, 5 triệu, thậm chí có nhà đến 10 triệu. Thờ Phật như thế, bỏ cái nghề đi buôn thịt lợn ở ngoài chợ, về thờ Phật để gì, kiếm tiền dễ hơn. Thờ Phật như thế tôi không chịu trách nhiệm, đọa địa ngục thay cho trường hợp này. Nếu như mà và ai mà thờ kiểu như thế, thờ Phật phải kính Phật, thờ Phật là để gì, để chiêm bái cung kính đỉnh lễ, học theo lời dạy của Phật ở trong kinh, và muốn được mình cũng được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như gì, như 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật ở đời này và đời sau cơ, mà đấy mới gọi thờ Phật đó. Thờ Phật phải như thế. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con hỏi. Mẹ con mới mất được 3 tuần, con đã nhờ các Phật tử đồng tu đến tụng kinh Địa Tạng đã được gần 21 ngày. Ở chỗ quê con cũng có một đạo tràng đi hộ niệm và có đến giúp tụng kinh A-di-đà một buổi chiều của tuần đầu. Đến tuần thứ 2 thì đạo tràng đó yêu cầu con không được tụng kinh Địa Tạng nữa.
Lý do tụng kinh Địa Tạng mẹ con đi đường vòng không về Tây Phương được, mà niệm Phật và làm theo hướng dẫn của đạo tràng đó thì mẹ con mới về với Đức Phật A Di Đà được. Nhưng con không nghe theo và con vẫn nhờ các Phật tử đến để tụng kinh Địa Tạng ạ. Việc làm của con như thế có gì chưa phải, xin Thầy giảng dạy và chỉ bảo cho con. Con xin chân thành cảm ơn. Học Phật như thế thì vẫn còn chấp lắm. Tụng kinh niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tụng kinh Địa Tạng là bảo là không được vãng sinh Tây Phương, bảo đi đường vòng. Thì tôi không hiểu là đi đường tắt là phải chỉ có tụng kinh A-di-đà hay sao? Hay là niệm một câu A-di-đà là đi mới là đi đường tắt hay sao? Trong kinh Đức Phật đâu có nói thế đâu. Chúng ta tụng kinh nào cũng được, tụng kinh A-di-đà và niệm Phật hồi hướng được. Mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng là sau rồi niệm Phật A-di-đà hồi hướng được. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người mà tụng kinh Địa Tạng thì được lựa chọn cõi để sinh về cơ mà. Chúng ta được lựa chọn cõi sinh về. Chúng ta muốn sinh Tây Phương thì chúng ta chỉ cần gì? Đem công đức tụng kinh Địa Tạng, chúng ta nguyện sinh Tây Phương là chúng ta sinh Tây Phương. Nếu chúng ta, nếu mà không có nguyện sinh Tây Phương thì chỉ cần tụng kinh Địa Tạng, trong kinh nói là gì? Tụng hết một biến. Sau khi xả bỏ báo thân này á, lời Phật nói không có hư dối là gì? Được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi cơ mà. Chúng ta không có phát nguyện vãng sinh thì cũng được phúc báo như thế. Huống chi là chúng ta đem công đức đó để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương thì chắc chắn sẽ được. Nhưng nguyện thôi, không phải là đi đường vòng đâu. Không phải đi đường vòng. Thế còn ở đây là tùy duyên. Nếu mà đạo tràng chúng ta chuyên tụng kinh Địa Tạng nó quen rồi thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, vong linh đó vẫn được vãng sinh Tây Phương. Nếu như họ, tâm chúng ta nhất tâm, tội của họ giảm bớt, phúc của họ sinh ra và họ đều có thể vãng sinh Tây Phương được. Nhưng còn mà người tội nặng á thì có niệm Phật cũng không thể vãng sinh Tây Phương, tụng kinh cũng không thể vãng sinh Tây Phương. Họ chỉ tiêu nghiệp và được sinh lại làm người đã quý rồi. Đó. Chứ không phải các vị biết là trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Cả đời cuộc sống cả đời họ không tu. Thế bây giờ nằm chết xuống rồi, mấy Phật tử xuống về bảo là trợ niệm cho một chút, bảo thân gì? Thân mềm đầu ấm bảo vãng sinh Tây Phương. Có không? Phật tử chúng ta nghĩ là vãng sinh Tây Phương, nhưng để vãng sinh Tây Phương không phải là dễ. Cư sĩ Lý Bình Nam là sư phụ của trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không, là viện chủ, đương kim viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, là một vị gì? Thượng thủ về Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới bây giờ. Ngài thường nhắc đi nhắc lại trong bài giảng Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài nói là sư phụ của Ngài là Ngài Lý Bình Nam. Nói là gì? Thời mạt Pháp này 1000 người niệm Phật chỉ được có 1-2 người vãng sinh Tây Phương, còn lại 998-99 người đi đâu các quý vị? Đi đâu? Đi đâu tự chúng ta sẽ biết thôi. Xem lại cái sức tu của mình bây giờ, xem mình đi đâu. Bây giờ nguyện sinh Tây Phương. Nguyện sinh Tây Phương, các vị tất cả hội trường đây đều muốn sinh Tây Phương hết đúng không? Được, ở lại đây tu với thầy 20 năm nữa thì vãng sinh Tây Phương hết. Nhưng có được không? Cái chiều nay sang thời thứ ba mà xem, thời thứ nhất 5-6 ngàn người, sang thời thứ hai thì còn khoảng 4 ngàn người, sang thời thứ ba thì còn gì? Còn hơn nửa nữa thôi. Vì sao? Cái nghiệp ở gia đình chúng ta, gia đình cái nghiệp gọi là cái nghiệp, gọi là cộng nghiệp ở với cuộc sống thế gian chúng ta nó lôi cuốn. Nào là thương con nhớ cháu, nào là chồng gọi về, nào là vợ gọi về, nào là con gọi về, nào là cháu gọi về, vân vân, không thể ở lại hết được 3 ngày, chứ đừng nói ở 20 năm. Các vị cứ tin muốn vãng sinh Tây Phương ở lại đây ở với chúng tôi 20 năm. Bình thường ra thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là 3-6 năm, nhưng mà tâm chúng ta tán loạn là từ 20 năm tôi đảm bảo vãng sinh hết. Bất cứ lúc nào nhắm mắt xuôi tay cứ tu với chúng tôi 20 năm. Y kinh y giáo để nhất tâm tu hành, tụng kinh Địa Tạng với chúng tôi thôi cũng được, không sao. Tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật thôi. Sau khi xả bỏ báo thân đảm bảo A Di Đà Phật sẽ được đến rót rước chúng ta luôn. Nhưng có được hay không? Muốn thì muốn đấy. Nhưng mà hết ngày mai thôi, vào thời thứ ba thôi. Thầy bảo thôi ở ngày mai dọn, ngày kia dọn cho thầy nữa đi. Bảo thôi thầy ơi 3 ngày rồi. Mai thứ hai thì các cháu người con đi làm hết. Cho nên còn không chào thầy, chào thầy bảo ở lại để dọn ngày kia. Cho nên chuẩn thôi, tính bài gì.
trăm phương nghìn kế chuồn là thượng sách. À, đúng không? Đó. Trăm phương nghìn kế cái chuồn là thượng sách, không cần gì. Tôi đứng cửa vái vái từ xa thôi, không có để thầy mà nhìn thấy, thầy lại bảo thôi, ở lại ngày mai dọn dẹp vì đông người nó nhiều chỗ phải dọn dẹp. Thầy bảo không ở thì ngại, mà ở thì gì? Đi ba hôm rồi, thậm chí ba hôm rồi không thể ở được nữa. Cho nên tôi mới nói là trăm phương nghìn kế, chuồn là thượng sách, đứng từ xa vái vái, chuồn là thượng sách. Hôm khác lên thì gì? Bảo bạch thầy hôm đấy con bận quá, con không thể gặp, mà hôm đấy đông thôi, thầy hoan hỉ cho con. Thầy chẳng hoan hỉ thì thầy ăn thịt con à. Đó. Đó. Hôm sau lên thì chuyện đã rồi rồi thì nói thì thầy hoan hỉ thôi, phải hoan hỉ thôi. Cho nên ở trường hợp này thì Phật tử làm như vậy, nếu mà đạo tràng chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà quen rồi cũng không có sai đâu. Cứ hoan hỉ yên tâm đi, về tâm bình khí hòa đấy, không phải lo lắng cái chuyện đó nữa. Cứ tụng kinh Địa Tạng hồi hướng niệm Phật, cầu sinh cho cụ, quản cụ được sinh hay không là Đức Phật A Di Đà là người quyết định. Chúng ta đâu có làm phải là người quyết định, cái vong đó đâu có phải là người quyết định, mà mấy Phật tử đấy trường niệm kia đâu phải là người quyết định để cho người thân của mình về Tây Phương được. Vì chỉ có A Di Đà Phật Ngài biết rằng người thân của chúng ta có đủ phúc báo, đủ nhân duyên để được sinh về đó chưa thì Ngài mới hiện ra để rước. Còn niệm đến mỏi mồm mỏi miệng mà cái Phật tử đó nghiệp chướng khi còn sống á, làm nhiều việc ác, chưa khởi được tín tâm, có một chút duyên lành nhờ gieo với Phật ở nhiều đời nhiều kiếp, hoặc kiếp đời này kiếp này, cho nên á, được ban trợ niệm và được các Phật tử đến Nam Mô niệm Phật, tụng cho vài biến kinh, niệm cho vài nghìn câu hiệu Phật, gọi gieo chút duyên lành vào gì, vào trong A Lại Gia Thức, vào trong tâm thức thôi, làm gì đã đủ công đức để vãng sinh. Cho nên A Di Đà Phật không đến, A Di Đà Phật không đến thì ai đến? Ai đến? Chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài là người gì? Dẫn đường chỉ lối cho người thân chúng ta. Khi mà A-di-đà Phật chưa đến, chưa đủ công đức để A-di-đà Phật đến, thì Địa Tạng Bồ Tát sẽ đến. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng sẽ đến? Vì tại hội gì? Tại ở trong cung trời Đao Lợi, Thích Ca Mâu Ni Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng. Và Ngài còn gì? Bảo Bồ Tát Địa Tạng là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả chúng sinh đau khổ ở cõi Nam Diêm Phù Đề, Như Lai đều giao phó cho ông. Ông đừng có để cho họ gì? Khổ đau hoài hoài, khổ đau dài dài. Mà bao giờ có người nào họ khổ đau họ biết gì? Biết hướng thiện, họ trì niệm gì? Họ biết tụng kinh niệm Phật. Kêu tên của ông thì ông gì? Ông đừng bỏ rơi họ, ông đến để tiếp dẫn thần thức của họ đi vãng sinh về cõi lành. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát ở tại cung trời Đao Lợi cũng gì? Nhận lời di chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật, di giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, và Địa Tạng Bồ Tát sẽ là người đến. Cho nên cũng không có sai đâu, Phật tử đó cũng hoan hỉ đi. Còn đường tắt đường vòng đó là con người chúng ta nói thôi, còn Phật Bồ Tát đâu có nói đường tắt đường vòng đó. Bao giờ Phật Bồ Tát nói chúng ta đường tắt đường vòng thì chúng ta mới tin. Còn những Phật tử nói với chúng ta cái điều đó chưa đáng tin 100%. Có một Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy trả lời ngẫu nhiên nhé, để bốc được câu hỏi nào trước thì trả lời trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, vợ chồng con lấy nhau ngày 16 tháng 10 năm 2009. Đến nay đến ngày 9 tháng 6 năm 2010, con có thai được hơn một tháng, nhưng thai bị lưu nên con bị sảy thai. Đến mùa hè năm 2011, vào buổi tối con ngủ bị rắn cạp nong, cạp nia chui vào người nhưng không cắn. Ghê quá ha. Ngủ làm sao mà để rắn cạp nong, cạp nia nó chui vào người, khiếp. Bạch thầy, rắn chui vào người có ảnh hưởng gì đến việc con giờ vẫn chưa có con không? Vì từ lúc sảy thai đến giờ, đến bây giờ vợ chồng con vẫn chưa có con. Chồng con sinh ngày 25 tháng 8 năm 81, vợ con sinh ngày 10 tháng 10 năm 88. Bạch thầy, giờ vợ chồng con phải làm như thế nào? Con mong thầy cho con xin lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này thì chắc chắn là cũng có vấn đề, có vấn đề về cái vấn đề tâm linh, chứ không phải là mình ở cái vấn đề là vợ chồng không có con theo cái
cái bệnh bình thường ở thế gian đâu. Nên ngoài ra thì cái trường hợp này cũng đã có thai rồi, nhưng mà bị sảy thai, chết lưu thai và sảy thai, từ đó đến nay thì không có. Những cái trường hợp này bảo là nằm ngủ bị rắn cảm nong cảm nơi chui vào, đấy là nằm mơ thấy hay là rắn nó chui vào thật thì viết không rõ. Nếu mà nằm mơ ấy thì nó là rõ ràng là vấn đề ấy rồi, còn mà bình thường rắn nó chui vào thì con rắn nó chui vào mà không cắn, chắc là đây là rắn thật đây. Nhưng viết cũng không rõ, chắc là rắn thật. Ở trường hợp như thế này thì thầy có lời khuyên cho đôi vợ chồng Phật tử này như thế này. Phật tử này thì về cái trước tiên là nên phóng sinh một chút đi, làm cái lễ phóng sinh một chút. Ở điều kiện có thì làm nhiều, không có thì làm ít, gọi là có thành tâm một chút được. Nên phóng sinh một chút. Mà tốt nhất trong pháp hội ngày mai thì nên phóng sinh vào luôn ngày mai. Ngày mai, chiều mai là phóng sinh mà. Tốt nhất nên phóng sinh ngày mai. 50, 100 gì đã thành tâm tùy theo điều kiện khả năng kinh tế. Không có thì 5.000, 10.000 cũng được, miễn là có. Không cứ là phải nhiều, đến với đạo tràng chúng ta đây thì không cứ phải nhiều mới là thành tâm, mà cốt là cái tâm thành. Nên phóng sinh một chút, trước mắt là nên phóng sinh một chút. Cái thứ hai mà vợ chồng nên làm, được cả hai vợ chồng thì tốt. Phát nguyện là ăn chay trường 21 ngày và ngày tụng kinh Địa Tạng ba thời. Sáng khoảng 4-5 giờ sáng, chiều khoảng 4-5 giờ chiều và tối khoảng 8-9 giờ, giờ đêm. Và ngày ba thời như vậy. Và trong 21 ngày đó phải ăn chay trường. Không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Mấy thứ đó là không được ăn. Ăn rau dưa bình, rau dưa củ quả bình thường, như hành, hẹ, nhớ này, hành này, hẹ này, tỏi này, kiệu này, hành tây này. Năm thứ đó gọi là năm thứ ngũ tân tanh hôi. Đức Phật nói khi mà tụng kinh ấy, mà chúng ta ăn năm cái thứ đó thì nó giảm đi khoảng 80-90% cái công đức tụng kinh niệm Phật của mình. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt thì tránh không ăn năm thứ đó. Trong kinh nói là gì? Ăn năm thứ đó, tụng kinh ấy, công đức nó còn giảm hơn là cả ăn thịt nữa. Đấy, nó lại thế cơ. Cho nên vì vậy mà ngoài cái việc ăn chay ra thì còn nên kiêng cả năm thứ ngũ tân đó, hành hẹ, tỏi, kiệu, hành tây đó. 21 ngày nhất tâm đọc tụng ba thời như vậy. Nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu như chưa có ban thờ Phật thì đặt lên ban thờ thần linh gia tiên được. Và đặt vào chính giữa, làm cái khung ảnh nhỏ nhỏ và đặt vào chính giữa. Thanh bông hoa quả trong 21 ngày tụng kinh đó, chúng ta thành tâm thanh bông hoa quả. Cứ héo héo thì chúng ta lại thay. Nhưng đặc biệt là mỗi một ngày là múc 7 chén nước. Sáng nào cũng thế, vào thời sáng sớm chúng ta múc 7 chén nước trong thanh tịnh. Tốt nhất chúng ta mua lấy cả cái thùng la vi về để riêng ra một chỗ, để cao ráo, đừng có đặt xuống đất. Cứ chúng ta cứ thay hết 7 chén nước, nó hết khoảng 1 chai la vi nữa. Thì sau thì chúng ta lại thay đến ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau trước khi lên vào thời tụng kinh quyển thượng, chúng ta thay 7 chén nước đi. Chúng ta để dành ra một cái chén ở giữa. Thì đem vẩy hết nhà cửa, đất cát cho nó mát mẻ. Vì sợ là người trong nhà chúng ta có xây nhà xây cửa lên mà có những cái yêu tinh quỷ mị hoặc cái vong linh, vong hồn mà họ mất ở trên cái đất chúng ta. Từ trước đến nay họ chưa được siêu thoát, họ còn ở trong đấy. Thì nhờ công đức tụng kinh và vẩy cái nước ở trên ban thờ chúng ta cúng Bồ Tát đó, mình gọi là nôm na là gọi là nước lộc đó, cam lộ thủy đó, thì họ chạm vào được đến họ thì họ được thanh tịnh mát mẻ, và nhờ cái sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho họ sớm được siêu thoát, trả lại cái đất cát nhà cửa chúng ta được thanh tịnh. Đấy là về mặt tâm linh, về phong thủy, về đất cát nhà cửa. Còn về cái mặt hai vợ chồng này thì cái chén nước, 6 chén nước còn lại thì cứ lấy vợ uống 3 chén, chồng uống 3 chén. Hoặc là cứ chia đôi ra hai vợ chồng cùng uống, đưa ra mà sau lại rót vào cái cốc, cái ca đó, vợ chồng cùng uống. Nếu mà uống thuốc, còn đang uống thuốc thì cái này lấy uống thuốc nữa. Sau 21 ngày như vậy thì hai vợ chồng nên có một cái bước tiếp theo. Hai vợ chồng nhà gia đình này này, bước tiếp theo. Đó là chọn vào một ngày nào do hai vợ chồng mình sắp xếp đi lên trên chùa Tản Viên ở trên Minh Quang, nơi đó cũng là thầy chủ trì trên đó,
đi thật sớm. Không biết đường thì thuê cái taxi hoặc cái xe ô tô nó chở đi cho, đi xe máy, sợ đường xa đi xe máy, không thầy cũng không biết là nhà ở đâu. Ở gần có thể đi xe máy được, ở xa thì nên thuê chiếc xe. Đi thật sớm làm sao lên mà mới khoảng độ 5-6 giờ sáng, nhà chùa vừa mở cửa tụng kinh ra được tí thì mình lên lễ Phật, lễ tổ xong. Lễ thì mình mua lên mấy bông hoa, cân quả là được, không cần phải nhiều đâu, phải thành tâm có một chút thôi. Lễ Phật xong lên lễ tổ, lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu là đi ra xin mang mấy cái can đi. Can 10 lít, can 5 lít, 10 lít, 20 lít được. Nếu mà đi ô tô thì tốt nhất cứ mang vài can 20 lít lấy về uống mấy tháng luôn, cho đến lúc sinh con thì thôi. À, thì mang mấy cái can đi xong xin thì lấy. Lấy nước xong thì cái điểm đặc biệt, cái lúc lấy thì khấn ở cái giếng Quan Âm, đấy có cái giếng ở giếng Quan Âm. Thì khấn Bồ Tát Quan Âm với lại các vị thần linh thổ địa ở đó, các vị thần mà cai quản cái giếng đó, thì xin mình xin nước để cầu về để chữa bệnh, để cầu con. Mình có nói rõ như thế, cứ xin về để chữa bệnh, để cầu con. Và sau khi lấy xong nước rồi ấy, thì chưa mang về luôn mà mang lên trên điện Tuần Đề, cái nhà thờ bằng gỗ mà đang làm dở đó. Trong hậu cung ở bên tay phải mình hướng vào á, có một cái pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ con, gọi là Quan Âm Tống Tử á. Thì đặt những cái can nước đó lên trên bàn đấy, và xong rồi thắp, đặt nước lên đó thì mình đi lễ. Lễ đầu tiên là lễ ở ban chính trước, xong vào lễ ở cái ban đấy để mình xin. Mình xin cầu con trai hay cầu con gái, mình cứ xin. Tất nhiên thì cầu con gì là do mình, nhưng mà được con trai được con gái còn phải cái phúc báo của tổ tiên nhà mình nữa, và của bản thân mình nữa, chứ không phải là cứ cầu con trai là được con trai, cầu con gái là được con gái đâu. Nhưng mà chiếm khoảng độ 80% cái sự cầu nguyện họ lại được như mong muốn. Từ 1-2 năm nay là cứ họ cầu nguyện con trai thì 10 người thì phải 7-8 người được, cầu con gái 10 người thì phải 7-8 người được. Có nghĩa là cái sự linh ứng của cái sự cầu nguyện của các Phật tử, của các vị thiện nam tín nữ, nó được khoảng độ 80% là như mong muốn. Thì thường thường theo kinh nghiệm các Phật tử họ đi họ cầu, họ bảo là cầu con trai thì đi vào ngày chẵn, cầu con gái thì đi vào ngày lẻ. À, thế đấy. Đấy là cái kinh nghiệm những người họ đi họ được rồi họ nói lại với chúng tôi như thế. Thì cũng nói như vậy để chúng ta ấy, còn thì cầu được cái gì, con gì thì chúng ta cũng phải trân trọng. Chứ nếu mà chúng ta đi cầu con trai mà về đi siêu âm thấy con gái mà bỏ thì hỏng đấy. Đấy là hỏng. Cho nên được thế nào chúng ta phải trời Phật cho thế nào, phúc ấm tổ tiên chúng ta, phúc ấm của chúng ta như được thế nào thì chúng ta tiếp nhận như thế. Chứ không được kén chọn mà cầu sinh con trai mà được con gái về lại phá thai, là bỏ lại mang tội. Như vậy thì khổ lắm. Đấy, cho nên cái trường hợp này thầy xin khuyên như vậy. Và tất cả những cái trường hợp khác có chung với câu hỏi như thế này. Thầy biết là trong pháp hội lần này có rất nhiều người là đi cầu lên để cầu con, thì về cũng nên làm như thế. Đó, nên làm những trường hợp này, thầy khuyên như thế này. Bởi vì á, cái trường hợp mà cầu mà về đặc biệt phải tụng kinh Địa Tạng. Pháp hội này là các sư cũng chú tâm để hồi hướng cầu nguyện cho các quý vị, nhưng mà nó cũng là cái trợ duyên thôi. Còn quan trọng nhất là chúng ta phải khởi một cái niềm tin chân chính vào Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, là mình, các ngài sẽ dùng các phương tiện để gia hộ cho mình cái điều đó. Bồ Tát Quan Âm trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đọc tụng pháp hội đó, chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca nói là Bồ Tát Quan Âm ngài có cái năng lực này, năng lực là trừ khổ và ban vui cho chúng sinh. Đấy, thiện nam tín nữ nào á mà cầu con trai thì liền sinh được con trai, cầu con gái thì sinh được con gái. Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, đúng không? Con trai là phải có phúc đức, có trí tuệ đa văn, tức là gì? Học giỏi. Các cụ người xưa gọi là học nhiều biết rộng. Và đặc biệt nữa là sức khỏe và sự thành đạt trong cuộc sống. Còn con gái thì gì? Tính tình thuần hậu, nết na thủy mị đoan trang, xinh đẹp, vân vân. Đó. Cho nên là cái trường hợp mà ở trong kinh chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên Đức Phật ngài lại nói cái việc đó. Vì cái năng lực cũng như là cái
bản nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài nguyện về cái điều đó. Nguyện về điều đó đủ chưa? Nếu mà chúng ta nhất tâm thì là đủ rồi, nhưng thường thường thì tâm của chúng ta thì cũng khó mà nhất được. Và đặc biệt nữa là cái nghiệp của chúng ta đời trước kiếp trước chúng ta gieo tạo, ví dụ sát sinh hại vật, hoặc là gì, đặc biệt là những bác sĩ, những bác sĩ làm cái ở khoa sản bây giờ mà hay đi gì, hay đi phá thai người khác, đời sau kiếp sau rất khó để mà sinh con, rất khó. Vì sao? Vì nó oán. Và cái người mẹ mà phá thai đó, đời này phá thai đời sau cũng rất khó để mà sinh con. Chúng ta biết là ở trên thế giới có những nước, có những quốc gia phá thai họ cho vào cái tội gì? Giết người. Ở Việt Nam chúng ta vì là đất chật người đông, cặp đôi vợ chồng ngày xưa cứ đẻ 5-7 đứa, có khi 10 đứa, có khi mười mấy đứa. Cho nên đất chật người đông, vì vậy mà nhà nước chúng ta phải gì? Phải kế hoạch hóa gia đình. Cho nên cái bộ luật của Việt Nam chúng ta là không đưa cái vấn đề phá thai là cái tội gì giết người. Chứ còn ở nước ngoài tôi biết như là nước Úc và một số quốc gia ở trên thế giới họ đưa cái có luật là nói phá thai đồng với tội giết người. Trừ trường hợp mà phá thai mà phải được các bác sĩ và được tòa án họ cho phép. Ví dụ bác sĩ họ bảo là cái thai này nó bị hỏng, nó bị tật nguyền, sinh ra nó không thể làm người được mà để ảnh hưởng đến người mẹ. Và bác sĩ họ đề xuất và phải được tòa án họ cho phép mới được phá thai. Không có là phạm vào tội giết người. Đồng với tội giết người không có khác. Đấy, cho nên chỗ đây chúng ta biết là đây là cái pháp luật của mỗi quốc gia. Mỗi một thời gian nó có khác nhau. Chúng ta biết rằng sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng thì cũng phải gì? Phải hàng chục năm sau chúng ta mới kế hoạch hóa gia đình. Còn trước đây đất nước chúng ta đang chiến tranh loạn lạc. Chúng ta rất cần rất nhiều nguồn lực, tức là nhân sự để tham gia chống giặc ngoại xâm. Cho nên cái thời đó trước năm 75 chúng ta biết là chúng ta các cụ, các ông, các bà chúng ta, các cụ ngày xưa sinh bao nhiêu cũng được. Thậm chí nhà nước còn khuyến khích sinh nhiều. Sinh nhiều mới có người nó lớn lên, mới có người bảo vệ Tổ quốc, mới có người chống giặc ngoại xâm. Chúng ta thấy tùy theo, đó là đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh, thời gian. Cho nên cái này thì tôi nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng cái việc phá thai, mặc dù pháp luật là Việt Nam chúng ta hiện tại là không cấm, mà thậm chí họ còn khuyến khích bằng cái hướng dẫn của kế hoạch gia đình đó, chỉ có 1-2 con. Cho nên mà ai mà đã lỡ rồi thì họ bằng cái biện pháp duy nhất đó là phá. Vì vậy mà đến bác sĩ là không phạm. Nhưng mà về mặt đạo đức, về nhân quả có phạm không? Phạm. Cái người làm, tức là cái người mẹ đi phá thai, người bố người mẹ đi phá thai đó, và cái người bác sĩ đều có tội như nhau hết. Đều có tội như nhau. Đấy là luật nhân quả, không có sai đâu. Pháp luật Việt Nam chúng ta không chừng trị, nhưng mà nhân quả không sai. Vì vậy mà chúng ta cái tốt nhất là chúng ta thì muốn tránh được cái nhân quả và cái tội sát sinh đó là chúng ta phải kế hoạch hóa ngay từ đầu, phải có cái biện pháp phòng tránh ngay từ đầu, chứ đừng để xảy ra rồi mới đi đến bệnh viện và nạo bỏ cắt phá thai. Đó, chúng ta nay đây thì cũng qua câu hỏi này cũng nói thêm như vậy để đặc biệt là các bạn trẻ ở trong hội trường này còn đang trong cái tuổi sinh đẻ, và các Phật tử lớn tuổi chúng ta cũng nói cho con cho cháu chúng ta biết được để tránh được trước là tốt nhất. Và tất cả những cái trường hợp mà có cái câu hỏi cũng như là có cái tâm nguyện tương tự như mà đôi vợ chồng Phật tử mới có câu hỏi này thì thầy khuyên là đấy, về cũng nên ăn chay trường 21 ngày. Nếu mà không ăn chay trường được thì phải tụng kéo dài ra gì 100 ngày. Ví dụ không ăn chay trường được và không tụng được mỗi ngày 3 thời thì phải kéo ra 49 ngày hoặc 100 ngày thì mới nên đi xin gì, mới đi lên tản viên xin nước. Ví dụ vợ chồng gia đình mà không thể ăn chay trường được và không thể được một ngày 3 thời vì bận công ăn việc làm, công chức nhà nước hay làm cho các doanh nghiệp chẳng hạn, thời gian nó rất ít, ngày có thể chỉ tụng được một quyển thượng thôi, hoặc ngày được 2 thời quyển thượng quyển trung thôi, không được cả 3 thời thì nó phải sang được 49 ngày. Ngày được 2 thời thì phải tụng đến khoảng 49 ngày mới đi. Mà ngày được có một thời buổi sáng thôi,
hoặc buổi tối thôi thì phải tụng 100 ngày thì mới đi. Không có, người ta tụng một ngày 3 thời, ăn chay trường 21 ngày người ta đi người ta được. Mình thì ngày có một thời, không ăn chay trường được. Mà 21 ngày cũng đi về không được lại bảo thầy nói không chuẩn. Tất nhiên cũng có trường hợp không được nhưng mà xác suất ít thôi, rất là ít. Qua hơn một năm nay, gần 2 năm nay, từ khi hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các Phật tử, cũng dàn các Phật tử chúng ta đọc tụng, và đặc biệt là vấn đề là cầu sinh con cho những cái trường hợp mà hiếm muộn con cái, có trường hợp hiếm hoặc là muộn, và thậm chí có những trường hợp bác sĩ họ khám và bảo là không thể sinh con, không thể sinh con, bác sĩ khẳng định 100% là không thể sinh con. Và kết quả là họ cũng đi làm giám định, và kể cả vợ chồng đi làm gọi là thụ tinh gì nhân tạo đấy hả, đó, cũng không được. Có người đến vài lần rồi không được, sang cả nước ngoài, sang cả sinh để làm cũng được, sang Singapore để làm không được, vì sinh nó làm rất là giỏi cái này nhưng mà họ làm cũng không được. Mất 500-600 triệu đi về làm cũng không được. Thế mà vừa qua thì họ về họ cứ nghe theo chúng tôi bảo đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, và đủ 21 ngày trở lên tùy theo, và họ lên trong trên chùa Tản Viên thì họ xin đều được. Và cách đây mấy hôm Tết có một cái cô giáo viên ở trên Ba Vì, vợ làm giáo viên còn chồng thì tôi cũng không biết là làm cái gì, pháp hội tháng đầu năm vừa qua thì phải. Cô ấy đã hơn 40, gần 50 rồi. Cái tuổi đấy thì rất khó để sinh con, vì ngoài 40 thì rất khó. Mà vợ chồng đã cưới nhau hơn chục năm rồi, không có con. Thế nghe người ta giới thiệu, đang đi cũng xuống xuống đây tham dự pháp hội Trung Phong trước. Về trước hay pháp hội Trung Phong, và cô về tụng kinh Địa Tạng. Chồng ấy thì trước đây rất khó tính. Vì sao? Vì cưới nhau hơn chục năm rồi không có con, cho nên chồng nó khó tính. Chứ cũng may là nó gì, nó chưa đuổi ra khỏi nhà, nó lấy cô vợ khác. À, cũng may. Thế sau khi nghe được pháp hội thì xuống nghe mọi người giới thiệu về để phát nguyện tụng kinh. Thì chồng ấy cũng nghĩ, cũng lúc đầu thì cũng bán tín bán nghi, tức là nửa tin nửa ngờ, bảo đi viện không khỏi, chữa thuốc không được, làm gì mà có cái chuyện chỉ tụng kinh thôi, đến chùa có mỗi thì đến chùa quy Tam Bảo và tụng kinh thôi mà có con thì thế là cũng lạ, nghi lắm. Nhưng mà về vợ thì xuống đây thấy mọi người dự pháp hội, nghe hai vợ chồng cũng xuống nghe thầy nói là nhiều người được, có người bằng chứng họ kể rõ ràng. Thế là về thì cũng được, bán tín bán nghi nhưng mà cứ để cho vợ tụng. Thế tụng đến hôm Tết vừa rồi thì cô ấy lên không gặp thầy đâu, gặp các sư ở phụ trách ở trên điện Chuẩn Đề, lên cứ cảm ơn, vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, bảo là may có hạnh phúc của gia đình chúng con á, gần tan vỡ nhưng mà nhờ có Phật, có Bồ Tát rồi có các sư ở chùa chỉ dẫn, gia đình nhà con giờ hạnh phúc quá, anh ấy bây giờ vui lắm, từ trước Tết tới giờ vui lắm. Vì sao? Vì mới sinh được cậu con trai. Lên để cảm ơn. Và bảo là nhất định hôm nào thì cháu nó lớn lớn nên con phải cho cả gia đình để xuống để lễ Phật, để cảm ơn các sư ở chùa. Và thôi không cần phải cảm ơn các sư ở chùa, chỉ cần cảm ơn Phật, Bồ Tát và cảm ơn phúc ấm của tổ tiên nhà mình là được. Bằng cách gì? Bằng cách phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà của mình. Đó là cái lời cảm ơn đối với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên nhà mình tốt nhất. Chứ còn đến cảm ơn với chúng tôi thì cũng không nặng nề cái chuyện đó đâu. Đấy thì hướng dẫn nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Đấy là câu trả lời thứ nhất. Các Phật tử, các thiện nam tín nữ nào, đôi vợ chồng nào mà có chung cái hoàn cảnh như thế, thì qua cái câu trả lời của thầy cho đôi Phật tử đấy, đôi nam nữ đấy, thì chúng ta cũng, đôi vợ chồng đấy, chúng ta cũng nên làm như vậy. Thì cũng nên phóng sinh nữa, phóng tu phúc nữa. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng dàng được một tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là Địa Tạng Bồ Tát thì cũng càng tốt cho cái việc đó. Nó gieo cái nhân lành thì cũng rất là tốt. Còn nếu không có điều kiện thì cũng không cứ là phải cúng. Đấy là cái chuyện mà có thì chúng ta gì? Không nên xẻn. Nếu mà có mà chúng ta xẻn, chúng ta tiếc á, thì đó là gì? Gọi là ki bo, gọi là kẹt xỉ, gọi là không, không gì? Cái tâm chúng ta bảo là thành tâm nhưng mà thực tế là chúng ta còn tiếc thì không bao giờ cầu được đâu. Cái trường hợp mà nó không có, muốn cũng không thể có, thì Phật đâu cũng không có chấp. Thì Phật chỉ cần chúng ta gì? Thành tâm tụng kinh niệm Phật, hướng tâm thiện là được.
Đó. Còn chúng ta có, trong két có đầy tiền ra mà chúng ta gì? Chúng ta gọi là để dành để cho tuổi già. Chúng ta nghĩ rằng là già sau này già giống như ngày xưa. Chúng tôi còn đang đi học, chuyện này kể một lần rồi, có một sư ông, có một đại đức cùng học với tôi ngày học trung cấp ấy. Thầy ấy lúc nào cũng là thầy ở gần trong chùa Hương, nên sau này ở cái chùa bên Đông Anh, Hà Nội. Cùng học với nhau. Cứ lúc nào anh em ngồi uống nước chè mà cái ông lại hỏi là gì? Thế thì ông thủ được bao nhiêu rồi? Thế mình hỏi thủ bao nhiêu là cái gì thầy? Ông bảo thế ông này đi tu thế ông không biết lo xa. Thế hỏi là thế nào thủ cái gì? Bảo thế bây giờ ông bảo là bây giờ nhá, đi tu á, mình là lo cho dân thì lo thật, nhưng mà mình cũng phải gì, cũng phải thủ cái thế của mình. Bây giờ đùng một cái đất nước chiến tranh loạn lạc một cái, ông mà không thủ lấy một tí thì ông làm cái gì ông sống được, ông sống có sao? Hoặc rằng đùng một cái dân người ta bảo là không thích, người ta đuổi ông đi một cái thì ông lấy gì thì ông gì, ông sống đấy. Thế cho nên ông ấy thì luôn luôn có cái tinh thần là cái tư tưởng là gì, lúc nào đi tu cũng phải thủ cho mình khoảng 5-7 cây vàng hoặc là một vài trăm triệu, một vài chục triệu gì đó vân vân, để không may xảy ra cái chuyện gì mà có là mình gì sẵn có đấy rồi. Nếu đất nước không may xảy ra chiến tranh loạn lạc, không tu được nữa thì về thì có cái vốn để làm ăn, kiểu lên như thế. Thế tôi bảo không, con thì không bao giờ nghĩ như thế. Bước chân ra khỏi cái lũy tre làng, cái ngôi nhà mái nhà tranh của con, bước chân ra khỏi ngôi cái lũy tre làng là con xác định cuộc đời của con đã cống hiến cho Đức Phật rồi, cho chúng sinh rồi. Sống thì ở trong cửa Phật, mà chết thì cũng gì, cũng ăn mày Phật. Sống thì làm việc gì để cúng dường Đức Phật, trên thì khất cầu giáo pháp, dưới thì báo Phật ân đức, giúp đỡ tín đồ Phật tử, giúp đỡ chúng sinh. Còn là sống thì sống với dân. Thì mình chết á thì cũng chẳng có phải lo gì cái chuyện đó. Chả có cái chuyện ông sư nào chết mà dân họ bỏ thối ở trong chùa người ta đâu, đúng không? Ít nhất thì người ta cũng phải gì, 4 tấm dài 2 tấm ngắn, chôn rông chôn dài, người ta ra mang ra ngoài nghĩa địa, người ta đào xuống gì mét hơn mét đất, người ta vùi rông vùi dài thì cũng được bằng mặt đất. Thế chả ai người ta để mình chơi ra mùi thối bay cả làng cả xã, bay cả chùa, khắp cả chùa chiền của họ đâu, cho nên không có sợ. Nhưng thầy ấy thì khác, thầy bảo không, con đó thì cứ phải nghĩ cho xa, nghĩ cho chắc. Chính vì thầy ấy nghĩ cho xa cho chắc như vậy mà có thể là bị cái quả báo. Vừa học xong trung cấp về được năm trước, năm sau bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu cho đến năm ngoái, tức là hơn chục năm. Từ năm 2002-03 bị tai biến cho đến năm 2016 vừa qua thì mới mất. Mà đúng vì thầy ấy khởi cái tâm như vậy cho nên có thể đây là một cái bài học kinh nghiệm cho những một số tăng ni trẻ, sau này có thể cũng từ những cái bài học đó phải rút ra kinh nghiệm. Thầy luôn luôn nghĩ như vậy. Vì vậy mà học xong về năm trước năm sau bị tai biến. Tai biến mà nằm đến lúc mà thầy thì to béo khoảng độ tần gần một tạ ấy. To béo lắm. Lúc đầu thì mới tai biến thì Phật tử họ, dân họ có ra họ gì chăm sóc. Nhưng mà bị mãi như thế, không đi lại được. Ăn thì rất là nhiều. Chúng ta biết bệnh tai biến mà sau khi nó khỏi cái giai đoạn biến chứng rồi ấy, nó còn chỉ là di chứng của bệnh di biến, bệnh tai biến thì nó ăn vô cùng. Mà ăn nhiều thì sao ạ? Ăn nhiều thì đùn ra cũng gì? Đùn ra cũng nhiều, nhưng mà không tự đi lại sinh hoạt được. Cho nên dân họ gì? Vãi nào ra hầu thầy họ cũng sợ tiểu thì không có. Có thằng tiểu thì nó chạy mất rồi. Nó chạy đi chùa khác mất rồi, nó không ở cùng nữa. Cũng có 2-3 thằng tiểu, nhưng mà vì cái tính nó khó tính như vậy mà cứ luôn luôn là nghĩ cho bản thân mình, cho nên nó cũng không ở, nó bỏ nó đi hết. Khi ốm chỉ còn có dân với vãi thôi, mà ra hầu mãi hàng chục, hơn chục năm trời họ chán họ bỏ. Và không còn ai ra hầu nữa, cho nên dân họ mới bảo là thôi bây giờ gọi người nhà đến mà đoán về nhà mà người nhà chữa. Không ai chăm nữa thì đương nhiên người nhà phải đến để đoán về nhà. Đấy. Vì cái tâm lúc nào cũng nghĩ là gì? Phòng thủ. Để có chuyện gì đó được về nhà thì đúng là có được về nhà thật. Lúc chết phải về nhà thật. Đi tu cả đời lên đại đức rồi mà đến khi chết còn không được ở trong chùa. Dân họ không đồng ý phải về nhà. Nhưng cũng rất may là khi chết rồi, gần đến khi chết đó, rồi mọi người nói nhiều quá, chết rồi thì bắt họ mới cho làm ma ở trong chùa. Đấy. Cho làm ma ở trong chùa. Đấy, cho nên mà làm ma ở trong chùa thì cũng có giải quyết cái vấn đề gì đâu các quý vị. Đó. Cho nên ở đây tôi nói là nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ một cái gì đó là luôn giữ cho mình
thì cái nghiệp của chúng ta sẽ chết vì cái đấy đấy. Vì vậy mà Đức Phật bảo chúng ta phải buông xả được. Cho nên tôi thì luôn luôn ý thức là cái điều đó, làm tất cả công việc Phật sự nhưng không giữ cho mình cái gì. Ra đi bất cứ lúc nào cũng thanh thản, buông hai tay xuống bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ thì cũng không có vướng bận bất cứ một cái gì. Mà như thế thì Đức Phật nói là như thế, trong nhà Phật buông được càng nhiều thì lại càng đi, càng được lắm. Vì vậy có người đến nói thấy tôi là làm công tác Phật sự nhiều như thế này, xây 4-5 ngôi chùa, toàn những ngôi chùa lớn như thế, họ nghĩ là tôi giàu lắm, tôi phải giữ nhiều tiền lắm. Nên xin thưa các vị, có những lúc tôi đi đường có 200.000, 300.000 đổ xăng tôi còn phải gọi Phật tử tôi xin. Có những lúc hết 200-300.000 không có để đổ xăng phải xin. Vì sao? Vì tôi không giữ cái gì cả. Mà không giữ thì Phật Bồ Tát lại thương, lại làm được nhiều các việc Phật sự hơn. Vì vậy mà đây cũng là một cái để kinh nghiệm cho chúng ta thấy quan điểm của nhà Phật đó, thì càng buông được thì chúng ta lại càng được phước. Tôi mà không buông, tôi mà cứ khư khư cho bản thân đó, thì làm sao tôi nói mọi người nghe? Chắc chắn mọi người sẽ không nghe, đại đa số mọi người sẽ không nghe. Mà không nghe thì làm sao mà một cái pháp hội mà có 5-7 ngàn người mà trang nghiêm thanh tịnh ngồi nghe chúng tôi nói, bỏ công ra, bỏ sức ra, bỏ thời gian vàng bạc của mình ra để đến đây ngồi nghe chúng tôi nói được. Đó. Cho nên đây cũng là một cái để chúng ta thấy rằng làm cái gì đó thì làm nó cũng phải kết hợp với thực tế một chút. Đó. Vì vậy mà các Phật tử, mà đặc biệt là các đôi vợ chồng mà cầu nguyện những cái việc đó, chúng ta cũng phải buông xả được một chút để phóng sinh. Đặc biệt là phải nên phóng sinh. Tu phúc làm việc thiện, bố thí giúp đỡ người nghèo nữa, nên có, nên có. Và một cái việc nữa, đó là gì? Nếu mà người vợ hoặc người chồng mà khỏe, có sức khỏe tốt thì chúng ta này, gặp cái trường hợp đi hiến máu ở đâu để cứu người, chúng ta cũng nên làm cái việc đó, hiến máu để cứu người nữa. Cái đó là những cái chúng ta cho bằng gì? Cho bằng cả thể chất lẫn tinh thần, thì chúng ta sẽ nhận lại được cái phúc báo là vô lượng. Đã nói thêm như vậy để các vị biết. Con trai lớn của con sinh năm 2011, con bị chậm phát triển thần kinh. Con nhờ cậy thầy hướng dẫn chỉ bảo cho con phải làm thế nào để con được khỏe mạnh, bệnh tật được tiêu trừ dần dần. Con lớn lên được khỏe mạnh, bình an ạ. Con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này thì cứ nên phát đại nguyện, tụng kinh Địa Tạng trong vòng 3 năm để hồi hướng cho cháu. Thì ăn chay được luôn thì là tốt, trường chay được là tốt, mà không trường chay được thì tháng cũng nên ăn lấy gì? 2 ngày hoặc là 6 hoặc là 10 ngày chay. 10 ngày ăn chay trường, hoặc 6 ngày hoặc 2 ngày một tháng, tùy theo. 2 ngày thì mùng 1 ngày rằm. Đó thì nên xem cái ngày trường chay thì trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, về cứ tụng xeo đó mà ăn. Không trường chay được hết cả 3 năm thì tháng 10 ngày hoặc 6 ngày hoặc ít nhất thì được 2 ngày, mùng 1 ngày rằm. Đó để lấy công đức đó để hồi hướng cho cậu con trai lớn này. Và mỗi khi tụng kinh như vậy thì ngày thì được 2 thời hoặc 3 thời hoặc 1 thời, nhưng mà tụng được cả một cái bộ kinh thượng trung hạ, một bộ kinh Địa Tạng đó thì càng tốt. Xong rồi lấy cái nước đó cho cháu nó uống. Có khi chỉ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày là có hiệu quả rồi. Chứ không cần phải 3 năm. Nhưng phát nguyện thì 3 năm. Nhưng mà không cần phải 3 năm đâu. Đấy, có cái bà cụ ở dưới đường Hoàng Quốc Việt. Chúng tôi nói đi nói lại, hôm nay thì nói cho một số Phật tử mới đến dự. Cháu nó sinh ra được 4-5 tháng. Đi khám bác sĩ bảo là trường hợp này là câm điếc bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất, đó có thể là gì, cho cháu nó nghe được và sau này cơ hội nói thì còn chưa chắc chắn. Đó là mất 2 tỷ mua cái máy, rồi còn công nữa 200 nữa để gì? Để mổ ra và lắp vào trong gì, trong tai của cháu ấy. Và phải làm trước khi 1 tuổi, còn sau 1 tuổi không làm được nữa. Gia đình thì cũng toàn là cán bộ công nhân viên chức nhà nước nghỉ hưu cả, thì lấy mà nhà ở nhà tập thể lấy đâu là 2 tỷ 2. Cho nên là thôi thì đành đối phúc cùng trời. Thế các Phật tử trong đạo tràng ấy mới bảo là thôi cứ lên chùa xem thế nào. Nhiều trường hợp mầu nhiệm họ được lắm, họ tụng kinh họ được. Thế là bà cụ đi lên đây, tức là bà nội của cháu, cái cháu bé lên đây.
Thế bà cụ năm nay cũng yếu rồi, khoảng trên 70 gần 80, yếu đi khật khà khật khừ ra rồi. Thế tôi bảo cụ về phát nguyện ăn chay 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu xem thế nào. À, các thầy cũng sẽ hồi hướng cho nữa. Thế bà cụ về làm theo như làm được. Thế tôi bảo về bảo cả gia đình, cả mẹ, cả chồng của cụ ấy, cả nhà ăn chay để hồi hướng 21 ngày ấy, đấy là gọi là cái phương pháp điều trị gì ạ? Điều trị tích cực đấy. Cả nhà ăn chay 21 ngày phóng sinh tu phúc và tụng kinh Địa Tạng, đấy là phương pháp điều trị tích cực. Ở trong bệnh viện họ gọi là điều trị đặc biệt đó. Vào phòng điều trị đặc biệt, gặp những giáo sư giỏi nhất, để chọn những giáo sư giỏi nhất để điều trị bệnh cho mình đó. Nhưng mà về thì bà cụ bảo con thằng con trai, thì thằng con trai nó bảo rằng mẹ ơi con đang đi làm, con ăn như thế làm sao con đủ sức khỏe con đi làm. Bảo cô con dâu thì cô con dâu bảo mẹ ơi con đang nuôi con nhỏ, con làm ăn như thế làm sao có sữa để nuôi con. Bảo chồng thì chồng bảo bà ơi tôi yếu lắm, tôi ăn thế tôi làm sao tôi chịu được, thôi bà ăn đi. Thế là cả chồng, cả con trai, cả con dâu đều có lý do, và một mình bà cụ ấy ăn. Ăn được, tụng được đến ngày thứ 7 sang ngày thứ 8. Thế tự nhiên cái đứa cháu nội của mình ấy, nó thấy nó là phản, có phản ứng, nó giật mình, đem đi khám. Bác sĩ, năm bác sĩ, cả trưởng phó khoa với những người đầu ngành của cái bệnh viện mà mới khám cho cháu là khoảng hơn nửa tháng trước thôi, và vẫn khẳng định là câm điếc bẩm sinh, không thể cứu chữa được. Chỉ có vấn đề như làm cái tai giả, để làm cái chip để cấy vào tai để cho nó nghe lớn lên xem nói được hay không, thì tùy thuộc vào, không dám chắc chắn. Nhưng mà sau này có mấy ngày sau tụng kinh thì có 7 ngày sang ngày thứ 8, thấy nó giật mình, bố mẹ nó mang đi khám. Bác sĩ giật mình khám và bảo là chữa cái gì, không tin vào cái kết quả khám của mình, nó gọi 4-5 bác sĩ sang cùng với nhau để hội chẩn, thì đều cho cái kết quả là cháu nó nghe được gì 70-80%. Thế bác sĩ bảo là thế chưa thuốc gì, bảo là không, bố mẹ nó bảo nhà cháu không chưa thuốc gì, mà chỉ có bà nội cháu đi lên chùa cai nguyên thầy Thịnh dặn tụng kinh Địa Tạng về và cụ tụng, thế là về thấy cháu nó phản ứng đem đi khám thôi, thế thôi. Mà cách đây trong năm đấy, cả gia đình bế cháu ấy lên đây nhìn kháo khỉnh và gọi một cái là nghe rồi, nói rồi, và bây giờ nói được tiếng gì, tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng bà rồi. À, mới có hơn chục tháng thôi, chắc chắn là xem nó bây giờ thì bình thường. À, gần như bình thường lại đến 95% rồi. Thế xong rồi tôi cái đợt mà nghe được thì tôi bảo là thôi về cụ cố gắng tụng kinh thì ăn chay để tụng kinh tiếp đi. Cụ bảo thôi thầy ơi chắc là được rồi hay sao ấy, và thôi thầy ơi. Thôi thế, tôi bảo tôi làm sao mà thôi. Bảo trước đây con bị tai biến cho nên sức khỏe con yếu lắm. Giờ thôi thầy cho con gì, con không ăn chay nhưng con tụng kinh cả đời được không? À, mà cả ra giá với Phật, ra giá với thầy. À, thay vào cái ăn chay tụng kinh cho tròn hết 21 ngày, sau hết mấy ngày thấy cháu nó nghe được rồi một cái là thì cũng xin thầy luôn, thôi thầy cho con không ăn chay nữa. Nhưng mà đổi lại con gì, con sẽ tụng kinh Địa Tạng cả đời. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vào là Phật Bồ Tát để thương chúng sinh, nhưng mẹ thương con đỏ thì thôi, bây giờ cụ chẳng ăn chay được thì còn lại hơn chục ngày nữa biết làm nào. Bây giờ người ta nói như thế rồi, chẳng nhẽ mình bảo không được à, thì bảo không được sợ người ta lại lo, mà có khi cháu chưa khỏi bà lại đi thì chết. Cho nên bảo là thôi được rồi, thế thì cụ về thì không ăn chay trường được, thế thôi thì cứ ăn bình thường, nhưng cố gắng gia đình đừng có sát sinh ở trong nhà mình. Đi ra chợ mua đồ nó làm sẵn trong cái giai đoạn còn đang gia mình đang có vấn đề, như ở trong nhà Phật gọi là gì, gọi là thiếu phúc á, và kém phúc á, cho nên mới sinh sự có cái chuyện như vậy. Khuyên bà cụ thôi đừng có bảo con cá, đừng có sát sinh ở trong nhà, ra chợ mua đồ làm sẵn thì ăn, nhưng mà ăn cũng đừng có tham ăn nhiều, ăn ấy quá, gọi là ăn cho nó đủ sức khỏe thôi, còn phải tích phúc nữa chứ, đừng có ăn hết cái phúc cái đức của con của cháu sau này. Đó. Thế từ đó tới giờ thì về ông chồng thì ngày xưa thì hôm rồi tôi mới biết là ông chồng là đại tá quân đội. Hôm rồi lên đây kéo mấy ông bạn lên đây toàn đại tá hết. 4-5 ông đại tá kéo nhau lên đây bảo là mà phải thậm chí bây giờ các ông lại quy tam bảo hết khóa tu vừa rồi, pháp hội tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà ngày xưa các ông phần lớn là ở cái thời ngày xưa cho nên đào tạo ở trong cái ngành của các vị, cho nên bây giờ bảo tin Phật Pháp,
tin tụng kinh Địa Tạng có thể giải trừ cái này cái nọ cái kia, nhất là bảo là bà tự nhiên và bác sĩ họ bảo là câm điếc bẩm sinh mà bảo tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng mà nó hết điếc, nó hết câm, nó nói lại được, thì đây là một cái việc gì không tưởng, cho nên các ông không tin. Nhưng mà khi mà cháu của ông, cái đích tôn của ông ấy được cái hưởng cái đó thì bây giờ ông tin. Không chỉ tin mà bây giờ còn rủ 4-5 ông bạn cùng là ở trong khu phố, đại tá, trung tá, quân đội về hưu là khu trong khu phố, vừa qua dịp vừa qua đều quy tam bảo hết rồi, đưa cả mấy cặp vợ chồng, không chỉ quy tam bảo mà vừa qua còn dắt các bạn đến là gì đăng ký nhập tháp ở báo ân ở chùa hết rồi. Đã. Và hôm Tết vừa rồi là nhất định lên phải gì phải gặp thầy. Đã. Lên mấy lần rồi chưa bao giờ gặp thầy, những lần này lên là phải xin thầy cho ngồi một tí thì bảo được. Đã tiếp các cụ một tí. Cho nên ở đây thì cái vấn đề tâm linh này nó rất là khó, khó nói. Khó thể diễn giải hết bằng lời nói và giấy bút được. Chỉ có thì chúng ta có thực nghiệm, có chiêm nghiệm, có chứng nghiệm, có thực hành thì chúng ta mới biết được cái sự mầu nhiệm như thế nào. Bây giờ còn nói ra thì nó rất là khó, khó diễn giải. Mà mình mà nói nó nhiều quá thì có thể người ta cũng rất khó tin. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để làm. Mà đừng có nghĩ rằng á, thầy giỏi thầy làm được cái điều đó nhé. Không, thầy không giỏi. Mà đây là Phật Bồ Tát gia trì, mà các vị giỏi, các vị tụng kinh giỏi, các vị niệm Phật giỏi, và các vị gì bỏ ác giỏi, các vị làm lành giỏi, các vị hướng thiện giỏi. Cho nên Phật Bồ Tát gì cảm động và gia trì cho. Thiên Long và các vị quỷ thần, thiện quỷ thần á, thấy cảm động và các ngài cũng đều gia trì cho. Như trong kinh nói, Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, trong kinh Đức Phật thường nói là người nào mà nhất tâm làm được việc thiện, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa sẽ có vô lượng công đức. Cầu nguyện việc này việc nọ thì khi mà tội diệt phúc sinh chúng ta cầu sẽ được thôi. Tại đấy cho nên tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta có cái niềm tin. Và mình có thể trong cái giai đoạn đầu học Phật, mình có thể cái niềm tin, cái sự sở cầu chân chính của mình cứ cầu Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì có cảm và sẽ có ứng thôi. Còn giai đoạn sau học Phật cao rồi ấy, thì chúng ta không cầu cho bản thân nữa, mà chúng ta gì cầu cho pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, đồng được giải thoát, đồng được giác ngộ như là mười phương ba đời chư Phật đó. Đấy là gì học Phật đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn viên mãn con đường hành Bồ Tát đạo chúng ta rồi. Còn giai đoạn đầu tiên Phật Bồ Tát cũng có thể dùng phương tiện chúng ta cầu bình an nữa, Phật Bồ Tát cho chúng ta bình an. Chúng ta cầu công danh sự nghiệp ư? Phật Bồ Tát cho chúng ta công danh sự nghiệp. Đấy, giống như trường hợp ở trong thành phố Hồ Chí Minh có cái đứa cháu của bà Phật tử ở bên Pháp, bà ở tận bên Pháp, bà chưa một lần gặp thầy, bà chỉ nghe giảng qua gì cái trang web của nhà chùa thôi, trang web chùa toàn viên của chùa thôi, mà ngày nào bà nghe, nghe từ sáng trưa trưa chiều tối, thậm chí bà cũng lớn tuổi nhưng mà vẫn phải đi làm. Bà vẫn đi làm, vẫn đi trông con cho người ta. Nhưng á, bà vẫn mở cái đài nhỏ nhỏ để bà nghe trong khi bà đi làm. Đi về đi ngủ bà cũng gì bà cũng nghe. Và bảo bà mỗi một ngày, con không nghe thấy cái tiếng, cái lời giảng của thầy á, con cảm như là một thiếu thốn một cái gì đó. Và chồng con trước đây cũng không tin Phật. Nhưng mà khi nghe cái băng giảng thì lúc đầu là ông cũng hậm hực với vợ lắm. Nhưng mà sau này á, khi mà dần dần mà cái vợ nghe vợ bảo không, ông cứ nghe, nói với chồng là ông cứ nghe cái thầy này giảng đi, nghe đi, cứ nghe đi rồi ông sẽ gì, ông sẽ đưa ra một cái câu bình luận sau. Và dần dần ông nghe và bây giờ chúng ta biết không, ông cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng giống như bà, thậm chí ông ấy còn tu hành tinh tiến hơn cả bà nữa. Đó. Chỉ có nghe qua băng giảng thôi mà ở tận cách đây hàng bao nhiêu nghìn cây số từ đây đến Pháp, tôi không biết là bao nhiêu nghìn cây số. Nhưng họ cũng tu. Và vừa qua đấy, bà gọi điện về, bà kể là có một đứa cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, vì quê quản ở trong đấy mà, nó học ra trường rồi nhưng mà nhà cũng nghèo, không có điều kiện, cho nên đi xin học đại học, học cái trường đại học gì mà xong ra làm giáo viên nhỉ, sư phạm. Lắm khi nhiều lúc nó đầu óc nó già rồi nó quên. Cháu học đại học sư phạm, bằng giỏi đỏ chót nhưng mà ra đi xin chỗ nào không được. Hơn một năm trời, gần hai năm trời cứ mang hồ sơ đi xin đi thi thì toàn thiếu nửa điểm hoặc thiếu điểm thôi, không được. Thế nó chán quá,
nó sinh ra nó ở nhà nó tự kỷ, kéo nó chán quá, đi làm những việc linh tinh không phù hợp với ngành nghề học của mình thì nó chán nó bỏ. Thế bà ở bên kia bà gọi điện về khuyên cháu là thôi tụng kinh Địa Tạng đi. Thế cháu nó cũng tụng kinh Địa Tạng được khoảng độ hơn tháng. Thế là hôm đi ra uống nước gặp một cái ông thầy hiệu trưởng của một cái trường dân lập. Thế ngồi uống nước một cái hỏi ra biết cháu nó học đại học sư phạm xong rồi mà ra trường bằng cấp giỏi như thế. Đi ngồi uống nước thôi, thế là gặp ông ấy, thế ông bảo thế đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là ông ấy giúp vào trường ông ấy dạy, ngon lành ngay, không mất một đồng nào. Thế là xong mừng gọi điện sang gì? Sang bên kia thông báo cho bà cô hay là bà bác gì đấy tôi không rõ lắm, ở bên Pháp. Bảo là đấy nhờ gì, nhờ cô hay bác gì đó, nhờ cháu, bảo cháu dạy tụng kinh Địa Tạng, cháu mới tụng được một thời gian ngắn thôi. Tự nhiên đi uống nước có ông hiệu trưởng của một cái trường đại học dân lập, ông ấy ngồi uống nước một cái, ông ấy biết một cái, ông ấy nhận luôn, ông bảo đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là xong rồi nhận luôn, bây giờ cháu đã đi làm rồi, đi dạy rồi. Đó. Và bà ấy gọi điện về nói với tôi là cái chuyện nó vui mừng như thế. Đó, bà còn kể cái chuyện là có cái người chú hay là người cậu gì đó cũng ương bướng lắm, chuyên đi chảy dừa thuê nhưng mà rất ương bướng. Nhưng khi nghe bà ấy khuyên thì cái chuyện nhà bà cũng ở kể cả thành phố Hồ Chí Minh tụng kinh cũng được nhiều việc lắm. Cho nên bà khuyên thì cái ông cậu hay ông chú đó cũng tụng kinh. Thế bà hôm rồi bà gọi điện thì bà bảo là may quá, may mà nó tụng kinh. Thế nó một hôm nó đi chảy dừa thì ra rơi đi dừa trong miền Nam là cây dừa nó rất là cao, có cây cao đến khoảng chục mét hơn chục mét. Thế ra làm sao lùng dù là sao mà cái nó không đội mũ. Ai đi ra cái quả dừa nó rơi từ trên nó rơi vào đầu. Thế nằm bất tỉnh nhân sự, máu me be bét ra. Thế mọi người cứ bảo trường hợp rơi dừa như thế chỉ có chết 10 người thì chết 9. Nhưng mà cái anh chàng đấy nó rơi vào cái nằm bất tỉnh nhân sự đi ra bệnh viện. Mọi người khiêng ra bệnh viện thấy không thấy nghĩ mọi người nghĩ là chắc là chết thôi. Máu me be bét ở trên đầu chắc là chết. Nhưng khiêng ra viện ở một tí xong tiêm thuốc hết thuốc một cái nó tỉnh dậy, thế là nói như sáo. Thế là xong rồi thì hỏi làm sao còn nghe đau không, nó bảo không. Lúc đấy thì tự nhiên cái quả dừa rơi vào một cái thì thấy một cái vị mặc cái quần áo rất là lạ. Họ cũng không nói là sư, chỉ là thấy một vị mặc quần áo rất là lạ đến là gì? Đến là che đầu cho và bắt đầu là khiêng đi. À. Nhưng mà thực tế không phải là cái vị nào đến khiêng đi mà chính là cái người thân của hàng xóm họ đến là khiêng đi bệnh viện. Nhưng mà vị này gọi là mơ mơ màng màng thấy một cái người mặc quần áo màu vàng rất là lạ đến để khiêng đi, để che, để khiêng đi. Thế là ra đến viện được một tí thì tỉnh lại. Thế cuối cùng thì không bị chấn thương sọ não, nó chỉ có mối vếu một tí ra đầu nó chảy máu ở phần ngoài thôi. Thế từ ngày đấy là gì, nó cũng tin tưởng và nó cũng càng tinh tiến để tu tập nhiều hơn. Thì đấy, cho nên đấy là những cái câu chuyện mà nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển thì công đức nó lợi ích nó cũng được nhiều, không thể kể hết được. Một người nữa hỏi, kính bạch thầy, con lấy chồng do hai gia đình xếp đặt. Về nhà chồng con mới biết con không thấy có bố chồng. Hỏi ra con mới biết bố chồng con đã chết do bố con tự tử. Vậy xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để làm cho bố con thoát khỏi vòng trầm luân, để gia đình và con cháu của con được bình an, các con của con được công thành danh toại. Kính bạch thầy, bố con tự tử chết như vậy bố con có tội không ạ? Hàng ngày con niệm Phật thì bố con có được thoát tội không ạ? Những người mà tự tử chết, trong kinh Đức Phật nói đồng với tội giết người không có khác. Mà tội giết người thì tội đó chắc chắn sẽ đi xuống và đọa trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nặng thì địa ngục, vừa vừa thì ngạ quỷ và nhẹ thì là súc sinh. Cho nên không có chuyện tự tử là gì, là giải thoát đâu. Tự tử là được an vui, được thoát khổ đâu. Các quý vị đừng hiểu lầm như thế. Sống ở thế gian khổ cực phải cố gắng vươn lên để cho thoát khổ. Chứ sống ở thế gian khổ cực mà đi thắt cổ, đi nhảy lầu, đi uống thuốc để tự tử vân vân đó, thì cái khổ đó sẽ đeo đắng mãi. Và trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì? Cái đó cứ 7 ngày sau thân trung ấm nó hiện lại một lần và lại thấy mình đi tự tử như thế. Khổ đau vô cùng các quý vị. Rồi á, hết 49 ngày ngưu đầu ngục tốt, hoặc trong vòng 49 ngày ngưu đầu ngục tốt lôi vào trước Diêm Vương điện tiền và hành án phạt cái tội là gì? Sát sinh hại mạng do cha mẹ ban cho mà không biết giữ gìn, không biết tôn trọng, đó là gì? Gọi là phụ lại cái gì? Cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ cao hơn cả núi Thái Sơn.
mình gọi là cao hơn cả núi Tản Viên cho nên dễ hiểu đi hả, rộng hơn cả nước gì, nước sông Hồng đi hả, đó. Cho nên á, đấy gọi là gì, vong ân bội nghĩa, phù lại lòng tin của cha mẹ, tội đó chắc chắn đọa tam ác đạo. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Thôi, chuyện đã qua rồi, điều quan trọng bây giờ giải quyết. Phật tử này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho cụ. Mỗi khi tụng xong, đọc xong á, cộng thêm phóng sinh nữa, tu phúc làm việc thiện nữa, và lại hồi hướng tên sám hối cái ông cụ ấy, thì đảm bảo 3 năm sau thì chắc chắn được siêu thoát. Cái này một sớm một chiều thì chưa được. Trong các pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm như thế này cũng đi lên để làm bài vị, làm sớ để cầu siêu cho cụ, gọi là gieo duyên dần dần. Tội nặng thì phải lâu mới có thể thoát được. Đã xin hướng dẫn đi vậy. Một Phật tử nữa hỏi là vợ chồng con, xin thầy bố thí cho, vợ chồng con hiếm muộn, đã gần 3 năm nay pháp hội đầu năm 2017, vợ chồng con đã đến gặp thầy và cũng được thầy hướng dẫn thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng về tụng. Vợ chồng con cũng đã lên chùa Tản Viên xin nước uống, nhưng đến nay pháp hội này là pháp hội thứ 3 nhưng vợ chồng con vẫn chưa được như ý nguyện. Con biết vợ chồng con kém phúc nên chưa được sở cầu như ý, kính mong thầy cho vợ chồng con lời khuyên. Hiện giờ con vẫn đang phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 3 năm nhưng vì thời gian không cho phép, con một ngày đọc hết một bộ nên không cho phép. Con một ngày đọc hết một bộ nên ngày đầu tiên con chỉ đọc tụng được quyển thượng và hai ngày đọc quyển trung và quyển hạ. Nhưng hai ngày con thay hai lần nước trong một bộ kinh. Như vậy có đúng không, hay là con phải tụng hết một bộ thì mới được thay nước? Xin thầy cho con được biết. Cái này thì nó không quan trọng, không nhất định. Nhưng mà như tôi nói, thầy nói hôm qua mà, nếu chúng ta muốn cầu một cái điều gì đó đặc biệt thì chúng ta phải gì ạ? Phải dành một cái khóa tu đặc biệt. Ngày hôm nay quyển thượng, ngày mai quyển trung, ngày kia quyển hạ, hai ngày mới thay nước một lần. Rồi trong tâm thì còn gì ạ? Còn cò kẻ thêm một bớt hai. Thế không chỉ hai pháp hội, ba pháp hội mà gì 10 pháp hội chưa chắc đã được. Người ta phải gì? Phải nhất tâm là sao? Tín thọ phụng hành. Hôm qua thầy dạy là sao? 21 ngày nhất tâm ăn chay trường. Đấy, thầy nhớ nhé. Nhất tâm ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng. Và gì? Phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm các việc thiện để kết hợp nữa, sám hối nghiệp chướng của mình nữa. Và một điều đặc biệt gì? Phải ăn chay trường 21 ngày đó, và vợ chồng phải cách gì? Cách ly, phải ngủ gì? Khác phòng hoặc khác gì? Khác giường. Nếu chung phòng thì cũng phải khác giường. Không được chung giường. Chung giường rất nguy hiểm. Tốt nhất là gì? Khác phòng lại. Con dâu đến ngủ với gì? Với mẹ chồng. Và chồng đi gì? Ngủ với bố chồng là tốt nhất. À, ngủ với gì? Bố mình là tốt nhất. Con dâu thì ngủ với mẹ chồng, còn mình thì ngủ với bố. Đấy, bố quản cho thì 21 ngày đó để nhất tâm ăn chay trường tụng kinh niệm Phật. Thôi nói trêu vậy một chút vậy. Nói chung là gì? Chúng ta phải giữ gìn cái sự trai giới. Đấy, phải giữ gìn sự trai giới cho tinh nghiêm. 21 ngày thành tâm, sáng chiều tối. Đấy, sáng chiều tối, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Cứ như vậy, 21 ngày nhất tâm để đọc tụng như vậy. Nước thay gì? Thanh bông hoa quả thì héo héo rồi thay cũng được. Nhưng riêng nước ngày phải thay một lần. Sáng sớm thay, chén ở giữa thì vẩy khắp đất cát nhà cửa. Còn 6 chén còn lại thì hai vợ chồng thì cùng uống. Hết 21 ngày đó mới lên Tản Viên xin nước. Sau đó mới gì? Về mới cho gì? Cho đồng phòng hoa trúc trở lại. Thì làm được nhất tâm như thế. Mà không được á, thì lúc đó gì? Lúc đó thì nhất tâm mà không được thì phải xem xét xem bệnh của mình là không phải do tâm linh, không phải do nghiệp chướng đâu, mà do gì? Do cơ thể của mình. Cơ thể của chúng ta mỗi người có một cái cấu trúc khác nhau. Mà không được thì phải đi bác sĩ không được nói thì thôi, tốt nhất là đi nhận con nuôi. Đúng không? Bởi vì không phải trên cuộc đời này không phải cái gì cầu cũng được đâu. Có những trường hợp gì cầu cũng được. Và chúng ta chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà.